Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 2342, truyền pháp. Rất nhanh, Hoàng bàn tử lấy ra ra một bản vẽ, trực tiếp chọn năm đại giáo, sau đó phân biệt vẽ một cái ít cho năm đại giáo này. Hoàng bàn tử lúc này mới ngẩng đầu, vẽ mặt cười đùa nhìn về phía Lý Thái Sơ cùng quân vô song nói. Thái Sơ, vô song, năm đại giáo này phân biệt chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc, năm phương vị tốt nhất. Hai người các ngươi đi tới thu phục, nếu bọn họ không theo, chém tận giết tuyệt toàn bộ năm đại giáo. Không thành vấn đề. Lý Thái Sơ cùng quân vô song nhìn nhau cười, năm đại giáo này đều có giáo chủ lâu năm tọa trấn, nhưng hai người không để vào mắt. Chuyện mở tán thiên cung giao cho các ngươi. Đối với những việc vặt như mở đạo thống, Diệp Hiên trực tiếp làm vung tay trưởng quỷ, giao toàn quyền cho Hoàng Bàn Tử và cố bắt thần phụ trách. Không thể không nói. Đừng thấy Hoàng Bàn Tử và cố bắt thần tu vi bình thường, chỉ là bất hủ sơ kỳ, nhưng Lý Thái Sơ và quân vô song lại hạ tư thái cực thấp, hoàn toàn tùy ý hai người sai khiến. Bởi vì Lý Thái Sơ và quân vô song vô cùng hiểu rõ, Hoàng Bàn Tử và Cố Bắc Thần là tâm phúc của Diệp Hiên. Lời nói của hai người họ đại diện cho ý chí của Diệp Hiên. Cả thế giới xôn xao, các giáo phái đại loạn. Một hồi giết chóc bao trùm năm phương đại giáo, dưới sự dẫn dắt của Lý Thái Sơ và quân vô song, năm phương đại giáo bị diệt, thần phục thì thần phục, hai người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Đồng thời, một tin tức kinh thế truyền ra, Tán Thiên Cung được sáng lập, phong hào Tán Thiên Đế cũng truyền ra, càng làm cho hỗn độn vạn linh hoảng sợ không thôi. Chuyện khiến thế nhân chấn động nhất chính là, Diệp Hiên lấy danh nghĩa Thiên Đế, người các đạo thống càng gọi hắn là Đế Chủ, đây quả thực là đang khiêu khích trí cường. Tán Thiên Đế Đế Chủ Cái gì gọi là Chủ? Chủ, Chữ này cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể dùng, chỉ có trở thành vạn cổ chí cường mới có thể lấy chủ đặt tên cho mình. Cũng giống như hỗn độn chi chủ, vận mệnh chi chủ. Tán thiên cung sáng lập, nhất thời làm cho rất nhiều đại giáo đạo thống cảm thấy bất mãn, hơn nữa tán thiên cung làm việc không kiên nể gì, nói diệt giáo liền diệt giáo, thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn, trực tiếp trở thành mục tiêu của mọi người. Chính cái gọi là môi hở răng lạnh, năm phương đại giáo bị diệt, Người trong đại giáo đạo thống khắp nơi đều lo sợ, bọn họ sợ phiên tiếp theo sẽ đến bọn họ, điều này cũng để cho một ít đại giáo chi chủ tự mình đi đến Vạn Linh Thiên Điện kể khổ, cầu Vạn Linh Thiên Điện làm chủ cho bọn hắn. Đừng quên, người chấp chưởng nguyên hội thứ 10 là Vạn Linh chi chủ, Vạn Linh Thiên Điện cũng là bá chủ lớn nhất của nguyên hội thứ 10, vạn vật chúng sinh đều phải thần phục dưới Vạn Linh Thiên Điện. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng Vạn Linh Thiên Điện sẽ vì những đại giáo này ra mặt, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo triệt để làm cho thế nhân không nói nên lời những đại giáo chi chủ đi tới vạn linh thiên điện kể khổ đều bị từ chối ngoài cửa mà vạn linh thiên chủ lại truyền xuống pháp chỉ phái sứ giả đi tán thiên cung đưa lên một phần hạ lễ chúc mừng tán thiên cung trở thành đại giáo đương thời thái độ của vạn linh thiên điện trực tiếp làm cho thế nhân tỉnh lại nhao nhao hiểu được sự đáng sợ của tán thiên cung ngay cả vạn linh thiên điện cũng không muốn đắc tội hơn nữa cũng bởi vì chuyện này, rốt cuộc làm cho một số người tin tưởng, vị đế chủ đại nhân tán thiên cung này chỉ sợ thật sự đã đánh một trận cùng bất tử thiên chủ, hơn nữa là kết thúc hòa, nếu không vạn linh chi chủ sẽ không lấy lòng hắn. Trong thời gian ngắn, tên tán thiên đế chủ vang vọng hỗn độn ngũ vực, không biết bao nhiêu tán tu chạy tới tán thiên cung, hy vọng gia nhập tán thiên cung, trở thành một thành viên trong đó. Chính cái gọi là dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, dịp Hiên có thể đánh một trận cùng bất tử thiên chủ điều này cũng chứng minh tán thiên cung không thua kém chí cường đạo thống, điều này cũng làm cho rất nhiều người thấy được đại cơ duyên. Thiên địa vô cực, vạn pháp quốc độ. Từng tòa thần đảo mọc lên từ trên mặt đất, từng đạo vân tiêu chìm nổi trong thương khung, vô số cung điện lầu các thần quan rực rỡ, cửu thập cửu trọng thiên khuyết vạn cổ nặng nề. Tán thiên cung Đây là vô thượng đạo thống Diệp Hiên mở ra, tổng cộng chia làm 99 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều vô cùng mênh mông. Tán thiên cung rất giống thiên đình ngày xưa, chỉ là lớn hơn thiên đình trước kia ngàn vạn lần. Cửu thập cửu trọng thiên cung cộng lại cùng một chỗ, chiếm cứ ước chừng ức vạn dặm bầu trời, tuyệt đối có thể so với chí cường đạo thống, hơn nữa hơn nữa còn hơn chứ không kém. 99 trọng thiên Đế cung Chư thiên tinh đấu đang luân chuyển, tinh hải mênh mông đang chạy như bay, Diệp Hiên ngồi xếp bằng giữa đế cung, đỉnh đầu của hắn chính là vũ trụ hỗn độn mênh mông vô tận hô, hút, hô, hút. Diệp Hiên phun ra thần quang, thập đại thiên môn luân chuyển phía sau, từng vần sáng tán thiên luân hồi lưu chuyển trên người hắn, làm cho người ta liếc mắt nhìn lại đã cảm thấy kinh hồn. Sư phụ, tiền bối. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, chỉ thấy một đôi nam nữ tiến vào đế cung, chính là Diệp Phong Thiên và Oản Hồng Lăng. Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra, hào quang quanh người theo đó tiêu tán, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hai người sau đó gọi hai người đến bên người hồng lăng nếu ngươi sắp cùng phong thiên thành hôn về sau cũng không cần gọi ta là tiền bối ngươi cũng giống như hắn gọi ta là sư phụ đi diệp hiên nói thật sao quản hồng lăng mừng rỡ có chút không thể tin vào tai mình bởi vì những ngày này ở trong tán thiên cung nàng rốt cục biết diệp hiên là một nhân vật khủng bố cỡ nào tranh phong cùng chí cường tiếp xúc với nhân vật cấm kỵ thậm chí lần lượt cường đại bản thân cho dù đối mặt với sát khí của chí cường cũng lần lượt sống lại cuối cùng có thể trở thành nhân vật sánh ngang với vạn cổ chí cường nếu như nàng thật sự có thể bái diệp hiên làm thầy đây là một phần cơ duyên không thể tưởng tượng được làm sao không để cho tiểu nha đầu cảm thấy kích động hồng lăng còn không mau bái kiến lão sư diệp phong thiên vội vàng thúc giục lão sư ở trên hồng lăng dập đầu cho lão nhân gia quản hồng lăng phúc chí tâm linh vội vàng quỳ xuống dập đầu cho Diệp Hiên. Nhìn Quảng Hồng Lăng trước mắt, đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy mà bình tĩnh, càng làm cho Quảng Hồng Lăng cùng Diệp Phong Thiên có chút khẩn trương, không biết lão sư đang suy nghĩ cái gì. Phong Thiên truyền thừa một thân pháp môn của ta, hắn tự có con đường của hắn muốn đi, nếu ngươi gọi ta một tiếng lão sư, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp môn, đây cũng coi như ta quà tặng cho hai người các ngươi tân hôn. Ông Diệp Hiên nói xong lời này, hắn lật tay một cái, một bộ kinh thư hiện ra, từng sợi tơ đỏ vờn quanh bộ kinh thư này. Kinh này tên Vạn Trượng Hồng Trần Pháp, chính là do nhân đạo chi chủ ngày xưa sáng lập ra, chỉ tiếc nàng đã ngã xuống, nếu ngươi có thể siêng năng tu trì pháp này, tương lai có lẽ sẽ có một thiên đại cơ duyên chờ đợi ở ngươi. Diệp Hiên tiện tay đưa kinh thư cho Quảng Hồng Lăng, tiểu nha đầu mừng rỡ tiếp nhận, càng không ngừng dập đầu cảm tạ Diệp Hiên. Tên của nhân đạo chi chủ, nàng tự nhiên nghe qua, Quảng Hồng Lăng biết rõ, trong thập đại chí cường, vẹn vẹn chỉ có hai vị nữ chí cường, mà Nhân Đạo chi chủ này chính là một trong số đó, pháp môn của nàng tự nhiên là pháp môn chí cường, đây chính là một phần cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Nhìn quảng Hồng Lăng đang cực kỳ mừng rỡ, ánh mắt Diệp Hiên thâm thúy mà thản nhiên, cũng không biết tương lai tiểu nha đầu trước mắt này có thể thừa kế đạo thống hay không. Năm đó, Nhân Đạo chi chủ sắp ngã xuống, đưa vạn trượng hồng trần pháp hoàn chỉnh cho hắn, hy vọng Diệp Hiên có thể tìm một truyền nhân cho nàng. Chỉ tiếc, Lạc Giao mặc dù là đệ tử của nhân đạo chi chủ, nhưng tính cách của nàng thật sự khó có thể khen ngợi, căn bản không kế thừa được truyền thừa của nhân đạo chi chủ. Giờ phút này, Diệp Hiên đưa vạn trượng hồng trần pháp cho Oản Hồng Lăng, cũng không biết tiểu nha đầu này có duyên với nhân đạo hay không, phải xem tạo hóa của nàng. Vạn năm sau, hai người ngươi sẽ thành hôn, ngày đó cũng là đại điển lập giáo của Tán Thiên Cung, đây là chuyện song hỷ lâm môn, vi sư sẽ mời khách đến tham gia, trong vạn năm này, các ngươi hãy chuẩn bị lui ra đi diệp hiên nói vâng sư tôn hai người không người thi lễ với diệp hiên sau đó chậm rãi rời khỏi đế cung chỉ là khi diệp phong thiên sắp ra khỏi đế cung hắn tựa như nhớ tới cái gì đó lần thứ hai quay trở về thấy diệp phong thiên đi rồi trở về diệp hiên hơi giật mình nói còn có chuyện gì nữa diệp phong thiên không người bái diệp hiên một cái nói sư tôn đệ tử ngẫu nhiên lấy được một kỳ vật không chỉ thủy hỏa bất xâm hơn nữa kiên cố không thể phá hủy đệ tử nghiên cứu bao lâu cũng không được gì sư tôn kiến thức rộng rãi không biết có hiểu về vật này diệp phong thiên nói xong lật tay lấy ra một tiểu đỉnh cổ xưa trực tiếp trình vật này cho diệp hiên vốn diệp hiên cũng không quá để ý đến kỳ vật mà diệp phong thiên nói dù sao đến cảnh giới của hắn ngoại vật rất khó đã động hắn chỉ là khi ánh mắt diệp hiên dừng trên đỉnh nhỏ vẻ mặt vốn bình tĩnh của Diệp Hiên trong nháy mắt đờ đẫn sau một khắc thần quang cực kỳ khủng bố nở rộ trên người. ầm ầm Tán thiên luân hồi, phi luyện đạo đạo, cả tòa đế cung đều đang kinh khủng rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, càng làm cho Diệp Phong thiên kinh hãi. không biết vì sao tâm tình lão sư ba động lớn như vậy. Tiểu đỉnh Ông Năm ngón tay Diệp Hiên đưa ra, tiểu đỉnh trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, đôi mắt của hắn tăng vọt thần quang, một đôi phá diệt pháp nhãn đang không ngừng nhìn kỹ vật trong tay. Không thể tin được. Cũng không dám tin. Nếu như không phải tiểu đỉnh giờ phút này đang ở trong tay Diệp Hiên, hắn thật sự cho rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nếu không làm sao có thể dễ dàng có được một tiểu đỉnh. Diệp Hiên vẫn luôn tìm kiếm phá hư thiên đỉnh, thậm chí âm thầm muốn mưu đồ tiểu đỉnh trong tay tam đại chí cường, thật có thể nói tính hết mọi đường. Nhưng Diệp Hiên thế nào cũng không ngờ, đang lúc hắn tạm thời gác lại chuyện của tiểu đỉnh đệ tử thân truyền của mình lại tặng tới một phần lễ vật to lớn diệp hiên cẩn thận quan sát rốt cục có thể xác nhận tiểu đỉnh trong tay đích xác chính là chân phẩm tuy rằng hoa văn trên thân đỉnh có chút không giống với những tiểu đỉnh khác nhưng đích thật là chân phẩm không thể nghi ngờ ngươi làm thế nào để có được đỉnh này diệp hiên cực lực ổn định tâm tình của mình sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía diệp phong thiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của sư tôn Diệp Phong Thiên biết tiểu đỉnh này có lai lịch to lớn, vội vàng thành thật bẩm báo. Năm đó ta tu luyện ở một bên sông lớn, vật này theo một đạo sóng nước xuất hiện, vừa vặn bị đệ tử nhặt được. Ngươi nhặt được. Diệp Hiên hoàn toàn khiếp sợ, nếu như không phải hắn có thể cảm giác được vị đệ tử này của mình không nói dối, Diệp Hiên đánh chết cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện không thể nào xảy ra này. Đùa ta đấy à. Phá hư thiên đỉnh mà vạn cổ chí cường trân quý như chí bảo, lại dễ dàng bị người khác nhặt được. đây chẳng phải là trò đùa lớn. sư tôn đệ tử tuyệt đối không dám nói dối. vật này đích thật là do đệ tử nhặt được. diệp phong thiên không người bái diệp hiên một cái. vi sư tin tưởng ngươi. tâm tư diệp hiên rung động, mở miệng trấn an đệ tử của mình. phong thiên, vật này tên phá hư thiên đỉnh, chính là trí chí bảo hỗn độn, mà ngươi có thể nhặt được vật này, điều này cũng chứng minh ngươi là người có khí vận. Tuy nhiên đỉnh này có tác dụng rất lớn đối với vi sư, ngươi có nguyện ý đưa cho vi sư. Diệp Hiên trầm giọng nói. Không có sư tôn thì không có đệ tử, sư tôn cầm đi là được. Diệp Phong Thiên nói. Được. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu nói. Vậy vi sư cũng không khách khí. Đồ của đệ tử, Diệp Hiên sẽ không lấy, nhưng phá hư thiên đỉnh thì khác, hắn muốn tìm được thiên pháp tấm kỵ trong đó, càng phải dùng tấm kỵ thiên pháp đi cứu liễu bạch y. Sư Tôn, đệ tử cáo lui trước, nếu lão nhân gia ngài có triệu hoán gì, trực tiếp truyền cho đệ tử là được. Diệp Phong Thiên không người bái lạy, lần nữa đẩy cửa đế cung, hắn cũng nhìn ra, tâm tư Diệp Hiên giờ phút này đều ở trên tiểu đỉnh. Diệp Phong Thiên cũng kinh ngạc, không ngờ tiểu đỉnh mình nhặt được là một kiện chí bảo hỗn độn. Diệp Phong Thiên cảm thấy ngạc nhiên vì vận khí của mình. Theo Diệp Phong Thiên rời khỏi đế cung, Diệp Hiên hơi quan sát tiểu đỉnh trong tay, vẻ thâm sâu xẹp qua đáy mắt đứa nhỏ này chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử? Diệp Hiên lẩm bẩm thì thầm. Thiên mệnh chi tử là một loại cách nói chung chung, có thể nói là người có khí vận. Loại người này có thể gặp nạn thành lành, càng có vô số cơ duyên, tuy rằng thiên mệnh chi tử chỉ là truyền thuyết, Diệp Hiên cũng chưa bao giờ tin tưởng thứ hư vô mờ mịt này. Nhưng Diệp Phong Thiên nhặt được phá hư thiên đỉnh, điều này cũng làm cho Diệp Hiên có chút nghi hoặc về số mệnh hư vô mờ ảo, có lẽ vũ trụ hỗn độn thật sự tồn tại cái gọi là thiên mệnh chi tử, được trời chiếu cố. Hô! Diệp Hiên từ từ phun ra một ngụm trọc khí, hắn tạm thời đặt chuyện Diệp Phong Thiên nhặt được tiểu đỉnh ở trong lòng, sau đó cẩn thận quan sát tiểu đỉnh trong tay. Đạp phá giày sắt không tìm được, đến khi tìm thấy thì hoàn toàn không tốn công phu. Diệp Hiên rốt cục thắc sâu hàm ý của những lời này, phá hư thiên đỉnh mà hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm lại chủ động rơi vào trong tay hắn ầm ầm diệp hiên phất ống tay áo đại môn đế cung ầm ầm khép lại từng đạo tuyệt thế đại cấm phong bế cả đế cung cho dù vạn cổ chí cường cũng không thể nhìn trộm ông hư không gợn sóng gần sóng đạo đạo thanh đồng cổ kinh hiện ra từng trang kinh lật qua ở trong hư không mỗi một trang kinh đều khắc đồ án một tiểu đỉnh cổ xưa sáu trang kinh cũng đại biểu cho sáu tôn phá hư thiên đỉnh cộng thêm tiểu đỉnh trong tay diệp hiên đã chiếm được bảy tiểu đỉnh ngoại trừ có ba tiểu đỉnh trong tay tam đại chí cường bên ngoài hiện tại cũng chỉ còn lại hai tiểu đỉnh không rõ tung tích đi sắc mặt diệp hiên kích động cánh tay đều khẽ run nhưng hắn vẫn ổn định tâm thần đưa tiểu đỉnh thứ bảy đến thanh đồng cổ kinh hy vọng tiểu đỉnh thứ bảy có thể lạc ấn vào trong thanh đồng cổ kinh ầm ầm đột nhiên một cổ lực lượng bài xích cực lớn hiện ra từ trên hai kiện thần vật theo một âm thanh rất nhỏ truyền ra tiểu đỉnh thứ bảy rơi xuống đất không cách nào dung nhập vào trong thanh đồng cổ kinh. Lại là như vậy. Diệp Hiên nhướng mày. Lúc trước hắn lấy được tiểu đỉnh, cũng xảy ra tình huống này, không cách nào khắc ở trong thanh đồng cổ kinh. Tuy rằng trong lòng Diệp Hiên đã có chuẩn bị, nhưng tiểu đỉnh thứ bảy không cách nào khắc sâu trong thanh đồng cổ kinh, vẫn làm cho hắn khó nén vẻ thất vọng. Xem ra tiểu đỉnh thứ bảy cũng cần một cơ hội, mới có thể chân chính lạc ấn ở trong cổ kinh. Diệp Hiên lẩm bẩm. Diệp Hiên một lần nữa cầm tiểu đỉnh trong tay, sau đó tĩnh tâm đi tìm hiểu sự huyền bí của đỉnh này. Thanh đồng cổ kinh quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, hy vọng có thể tìm ra một chút huyền cơ. Thời gian trôi qua như nước, Đảo mắt năm ngàn năm đã trôi, Diệp Hiên cũng tìm hiểu tiểu đỉnh năm ngàn năm, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì. Không cách nào tìm hiểu, không cách nào dung hợp, thậm chí hắn vận dụng luân hồi áo nghĩa, nhưng cũng không để cho tiểu đỉnh thứ bảy cùng thanh đồng cổ kinh xảy ra bất kỳ biến hóa nào cơ hội rốt cuộc ở đâu sắc mặt diệp hiên âm trầm như nước trong mắt có vẻ sốt ruột hắn đã thử qua tất cả biện pháp nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì đáng giận diệp hiên oán hận thì thầm hắn đối với phá hư thiên đỉnh thật sự vừa yêu vừa hận mỗi một lần hắn lấy được một tiểu đỉnh vì khắc nó sâu vài trong cổ kinh không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở tuy nhiên chỗ tốt cũng rất rõ ràng mỗi một lần hắn đều đạt được chỗ tốt rất lớn từ trong tiểu đỉnh loại cảm giác này người ngoài cuộc không thể lý giải, chỉ có Diệp Hiên đau đớn cùng vui vẻ. Đế chủ Đang lúc Diệp Hiên tiếp tục tìm hiểu tiểu đỉnh, ngoài đế cung truyền đến thanh âm của Lý Thái Sơ, Diệp Hiên tạm thời tỉnh lại. Chuyện gì? Diệp Hiên trầm giọng nói. Đế chủ, còn có năm ngàn năm sẽ đến ngày Diệp Phong Thiên cùng Quảng Hồng Lăng thành hôn, cũng là đại điển lập giáo của Tán Thiên Cung ta, không biết đế chủ mời ai đến xem lễ. Lý Thái Sơ nói. Trăng rắc. Diệp Hiên tiện tay đánh ra một đạo ngọc giản, trực tiếp xuất hiện trong tay Lý Thái Sơ. Trong khối ngọc giản này có danh sách mời, ngươi cùng quân vô song dựa theo người trong danh sách, lần lượt đi đưa thiệp mời. Diệp Hiên nói. Nhận được chỉ thị của Diệp Hiên, Lý Thái Sơ vội vàng tra cứu danh sách trong ngọc giản, nhưng hắn không nhìn không sao, sau khi xem xong, trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Bởi vì người Diệp Hiên mời bao hàm cả Bác Đại Chí Cường. Ngay cả Tinh không cự thú nhất tộc cũng có. Ngoại trừ những người này ra, còn có người đứng đầu các đại giáo khắp nơi, đội hình quả thực có thể nói cổ kim hiếm thấy. Đế chủ, cái này. Không đợi Lý Thái Sơ nói chuyện, Diệp Hiên trầm giọng ngắt lời. Dựa theo bổn đế phân phó đi làm, về phần bọn họ có tới hay không, chính là chuyện của bọn họ. Cẩn tuân pháp chỉ của đế chủ. Lý Thái Sơ vội vàng cáo lui bởi vì không có ai có thể vi phạm ý chí của diệp hiên trong đế cung diệp hiên nhíu mày hắn không ngừng chơi tiểu đỉnh trong tay lẩm bẩm nói cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy rốt cuộc là cái gì trong lòng diệp hiên quá mức cấp bách nếu như hiện tại hắn có thể mở ra tiểu đỉnh thứ bảy mặc kệ trong đó có cấm kỵ thiên pháp mà hắn muốn hay không đối với diệp hiên mà nói có trăm lợi mà không có hại tại thời điểm này Diệp Hiên chỉ mở ra Thập Đại Thiên Môn, mặc dù có thể không sợ Chí Cường uy hiếp, nhưng cũng không cách nào làm gì vạn của Chí Cường. Diệp Hiên tự nhiên sẽ không cam lòng, hắn cần giết bất tử lão tặc kia, phàm là Chí Cường từng nhằm vào hắn, hắn càng sẽ không bỏ qua. Muốn đánh bại vạn của Chí Cường, thậm chí chém giết Chí Cường, ngoại trừ mở ra Thiên Môn thứ 11, cũng chỉ có thứ ẩn chứa trong Phá Hư Thiên Đỉnh mới có thể làm được. Trong lòng Diệp Hiên rất nóng nảy, nhưng càng nóng vội hắn càng nghĩ không ra cơ hội của tiểu đỉnh thứ bảy là cái gì. Phong thiên có thể có cơ duyên lớn đạt được tiểu đỉnh, càng đưa tới cho ta một phần đại lễ, nhưng ta hết lần này tới lần khác ngồi trên bảo sơn mà không thể lấy được, quả thất rất đáng ghét. Diệp Hiên chán nản lẩm bẩm. Ừm. Đột nhiên. Diệp Hiên vừa mới nói xong lời này, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, giống như mơ hồ bắt được cái gì đó. Phong thiên. Cơ duyên đúng, chính là cái này. Đôi mắt Diệp Hiên bắn ra thần quang, hắn rút cục bắt được một tia linh quang, trong mắt một lần nữa xuất hiện vẻ hưng phấn. Nếu tiểu đỉnh thứ bảy là Diệp Phong Thiên ngẫu nhiên nhặt được, điều này cũng chứng minh đệ tử mình là người có vận khí, có lẽ chính là thiên mệnh chi tử. Có lẽ, cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy ở ngay trên người đệ tử của mình. Diệp Phong Thiên có thể có đại khí vận nhặt được tiểu đỉnh, chẳng lẽ hắn không có cơ duyên mở ra huyền bí của tiểu đỉnh thứ bảy sao? cơ duyên số mệnh là hư vô mờ ảo nhất diệp hiên cũng bán tính bán nghi về chuyện này tuy nhiên diệp phong thiên có thể đạt được tiểu đỉnh điều này cũng chứng minh phương pháp này có lẽ khả thi phong thiên đến đế cung một chuyến diệp hiên cách không truyền giọng chẳng bao lâu diệp phong thiên tiến vào đế cung lại xuất hiện trước mặt diệp hiên khó hiểu vì sao diệp hiên lại gọi hắn tới đây phong thiên vi sư tìm hiểu đỉnh này nhiều năm cũng không có chút thu hoạch nếu ngươi dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đỉnh này, có lẽ sẽ mở ra được huyền bí của đỉnh. Diệp Hiên nói thẳng. Trên người ta. Diệp Phong Thiên hơi ngẩn ra, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiên nói. Sư Tôn, ngài cần ta làm cái gì? Nào, ngươi ngồi trước mặt ta. Theo Diệp Hiên ra lệnh, Diệp Phong Thiên ngồi xếp bằng đối diện Diệp Hiên. Diệp Hiên một lần nữa giao tiểu đỉnh vào trong tay hắn, nói. Bình tâm tĩnh khí, tĩnh tâm cảm ngộ, dùng tu vi bản thân ngươi dò xét tiểu đỉnh. Nghe Diệp Hiên dặn dò, Diệp Phong Thiên không dám chậm trễ, vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi cảm ứng tiểu đỉnh trong tay. Thời gian trôi qua từng chút một, trăm năm thoáng qua, Diệp Phong Thiên cũng tìm hiểu tiểu đỉnh trăm năm. Loại tìm hiểu nhàm chán này làm cho Diệp Phong Thiên có chút lo lắng, nhưng mỗi một lần hắn muốn mở miệng, bên tai đều truyền đến tiếng Diệp Hiên răng dậy, hắn cũng chỉ có thể tĩnh tâm tiếp tục thể ngộ tiểu đỉnh cuối cùng. Khi thời gian đi tới 200 năm, một tia thanh quan lặng lẽ hiện lên quanh người Diệp Phong Thiên, tuy rằng thanh quan này cực kỳ yếu ớt, ngay cả mắt thường cũng cơ hồ không thể nhìn thấy được, nhưng đích xác xuất hiện. Ông Khi thanh quan xuất hiện, tôn tiểu đỉnh thứ bảy dĩ nhiên xảy ra dị động, thân đỉnh đều hơi ong ong, từng đạo văn lộ cổ xưa bắn ra ánh sáng. Được rồi. Một màn như vậy, làm cho sắc mặt Diệp Hiên mừng rỡ, hắn biết mình đoán đúng, cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy quả nhiên ở trên người đệ tử mình. Ầm ầm. Chợt, không đợi Diệp Hiên cao hứng xong, sắc mặt Diệp Phong Thiên đột nhiên trắng bệch, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, một tia sáng xanh vừa rồi ầm ầm tiêu tán. Ken Lang. Cùng lúc đó, tiểu đỉnh cũng rơi xuống đất, phát ra một tiếng chói tai. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Diệp Hiên trong nháy mắt âm trầm, vừa rồi hắn đều cảm giác được tiểu đỉnh dị động nhưng cuối cùng lại thất bại. Sư Tôn, thực xin lỗi. Diệp Phong Thiên suy yếu lên tiếng, biết mình thất bại, điều này cũng làm cho trong lòng hắn hiện ra ấy nấy. Đừng nói gì, để vi sư đến xem ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên nhanh chóng ổn định tâm tình bản thân, một ngón tay điểm tới mi tâm Diệp Phong Thiên, bắt đầu quan sát Diệp Phong Thiên vì sao vừa rồi lại thất bại. Ừm. Sau một khắc, đôi mắt Diệp Hiên khẽ động hắn phát hiện trong cơ thể vị đệ tử này của mình có một tia thanh quan, chính là loại lực lượng thần bí vừa mới hiện ra. Là của lực lượng thần bí này mới khiến cho tiểu đỉnh thứ bảy dị động. Đây là vẻ mặt Diệp Hiên kinh ngạc, bởi vì của lực lượng thần bí màu xanh này, tuy rằng chỉ có một tia yếu ớt, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ sinh cơ cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, đây là pháp và đạo mà Diệp Phong Thiên tìm ra, đã hình thành một cổ lực lượng thuộc về mình mặc dù vẻn vẹn chỉ có một tia nhưng chân thật tồn tại trong cơ thể hắn nếu để cho nó tiếp tục lớn mạnh hoàn toàn có thể trở thành một loại lực lượng chí cường mới thì ra là như thế diệp hiên dời ngón tay khỏi mi tâm diệp phong thiên trong mắt có vẻ minh ngộ nếu diệp hiên không suy đoán sai của lực lượng thần bí này trong cơ thể diệp phong thiên chính là cơ hội mở ra tiểu đỉnh chỉ là của lực lượng này quá mức nhỏ yếu không cách nào mở ra tiểu đỉnh thứ bảy cho nên vừa rồi mới thất bại. Chẳng lẽ đệ tử này của ta chính là người đứng đầu nguyên hội thứ 11 sao? Một ý nghĩ kinh người xẹt qua trong đầu Diệp Hiên, càng làm cho hắn có một suy đoán to gan. Mỗi một vạn cổ chí cường đều cơ hồ có một đoạn sâu xa cùng phá hư thiên đỉnh, tam đại chí cường như thế, bất tử thiên chủ cũng giống như vậy. Diệp Phong Thiên ngẫu nhiên nhặt được tiểu đỉnh, vốn có chút chuyện không thể nào xảy ra, nếu như hắn là chí cường của nguyên hội thứ 11 có lẽ những chuyện này đều nói thông suốt bởi vì hắn là người được trời chọn bản thân có ý chí hỗn độn âm thầm gia trì đương nhiên đây đều là suy đoán của diệp hiên có phải thật hay không hắn cũng không dám kết luận nhưng diệp hiên biết một chuyện đó chính là cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy ở ngay trên người đệ tử này diệp hiên đã có suy đoán đại khái cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy chính là ở trên người diệp phong thiên nhưng hiện tại lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Phong Thiên quá mức yếu ớt, chỉ có khi cổ lực lượng này cường đại lên, mới có thể mở ra tiểu đỉnh thứ bảy. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên đã biết nên làm như thế nào. Nhìn Diệp Hiên suy nghĩ sâu xa, Diệp Phong Thiên không khỏi có chút khẩn trương nói. Sư Tôn, ngài làm sao vậy? Không có gì, ngươi trước trở về chuẩn bị hôn sự cùng Hồng Lăng, đợi ngươi kết hôn xong thì đi theo vi sư hảo hảo tu luyện. Diệp Hiên nói. Nghe được Diệp Hiên muốn mang mình đi tu luyện, Diệp Phong Thiên mừng rỡ, cáo từ rời khỏi. Xem ra mở ra tiểu đỉnh còn cần một chút thời gian. Nhìn bóng lưng Diệp Phong Thiên rời khỏi, trong miệng Diệp Hiên truyền đến một tiếng thở dài. Tuy nhiên cũng may, tối thiểu đã tìm được biện pháp mở ra tiểu đỉnh, tốt hơn nhiều so với hắn không hề có manh mối còn lãng phí thời gian. Phía bên kia, cả thế giới chú ý, nghị luận sôi nổi. Tán thiên đế chủ Diệp Hiên phát thiệp mời, Mời đại giáo đạo thống khắp nơi đi tán thiên cung xem lễ, bản thân càng chủ trì đại hôn cho đệ tử của mình. Hơn nữa không chỉ đại giáo khắp nơi, phàm là thông thiên đại năng giả có danh có tiếng, đều nhận được thiệp mời của Tán Thiên cung. Không chỉ như thế, Lý Thái Sơ cùng quân vô song nhau nhau đi đến Bác Đại Chí Cường đạo thống, đưa thiệp mời của Diệp Hiên cho Bác Đại Chí Cường. Rất nhanh, tin tức này đã truyền khắp hỗn độn đại thế giới, thế nhân nhau nhau suy đoán dụng ý của Diệp Hiên. Còn có chủ nhân các đại giáo cùng một ít đại năng giả khác, không biết có nên tiếp nhận lời mời của Diệp Hiên hay không. Thế nhân đều biết, Diệp Hiên không hợp với mấy đại chí cường, hơn nữa càng có ân oán nhiều năm với Bất Tử Thiên Chủ, bọn họ sợ tiếp nhận lời mời của Diệp Hiên, gián tiếp sẽ đắc tội một ít chí cường. Tuy nhiên cũng may, dù sao thanh thế Diệp Hiên giờ phút này đang rất cao, thật không có đại giáo hay đại năng giả nào dám không cho Diệp Hiên mặt mũi. Tuy rằng có vài người trong lòng rất không tình nguyện, nhưng vẫn trả lời tán thiên cung bọn họ nhất định sẽ đến như đã hẹn bất tử thiên điện dịp hiên con kiến hôi chó chết ngươi ngươi muốn ngang hàng cùng chí cường chúng ta ầm ầm bất tử thiên chủ tức giận gầm thét trực tiếp hóa thiệp mời trong tay thành tro bụi sắc mặt hắn lạnh lẽo mà xanh mét trong mắt tràn đầy sát ý tán thiên đế chủ giọng điệu của ngươi thật lớn giả tâm thật to bất tử thiên chủ âm lệ thì thầm từng đạo tịch diệt lực khủng bố vần quanh ở trên người hắn, hiển nhiên đã căm hận Diệp Hiên đến cực hạn. Thiên chủ, ngài có đi không? Đại trưởng lão thật cẩn thận thăm dò. Đi, vì sao không đi? Bất tử thiên chủ lạnh lùng nói. Diệp Hiên hắn nếu dám mời bổn chủ đi, vậy bản chủ tự nhiên muốn đi. Thông thiên ma điện. Người đâu, chuẩn bị một phần hậu lễ, bổn chủ sẽ đích thân đi tán thiên cung thông thiên ma chủ lạnh lùng cười nói vâng ma chủ một gã trưởng lão vội vàng đi chuẩn bị hạ lễ ma chủ diệp hiên đã thành thế ngài đang muốn giao hảo với hắn có trưởng lão nghi vấn hừ giao hảo hắn còn không xứng thông thiên ma chủ lạnh lùng cười nói diệp hiên chỉ đánh một trận cùng bất tử mà thôi hắn là người quá mức cuồng vọng dám dùng đế chủ đặt tên cho mình giờ phút này mở ra tán thiên cung xem ra hắn muốn ngang hàng cùng chí cường chúng ta nếu hắn mời bổn chủ đi vậy bổn chủ tự nhiên phải đi giao hảo chưa nói tuy nhiên trong tay diệp hiên có kiếp tiên thuật hoàn chỉnh đây mới là mục đích chân chính của bổn chủ thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn đều là vì lợi ích mà thôi nếu diệp hiên thông minh hắn biết nên làm như thế nào nếu không lúc này đại điển lập giáo tán thiên cung của hắn cũng sẽ không dễ dàng vận mệnh thần điện ầm ầm một vòng vận mệnh chi luân chuyển động ở trong hư không vận mệnh chi chủ chắp tay mà đứng đôi mắt hắn vô tình nhìn chằm chằm vận mệnh chi luân một tia âm u dâng lên từ đáy mắt không là chí cường không ở trong vận mệnh ngươi đã chạm đến điểm mấu chốt của vận mệnh bổn chủ sao có thể để cho dị chủng ngươi tiếp tục sống sót vận mệnh chi chủ vô tình thì thầm tuy nhiên người này thần thông quảng đại làm sao có thể chân chính chém giết hắn vận mệnh chi chủ cao mày. Hắn vẫn luôn có sát tâm với Diệp Hiên, càng từng trợ giúp bất tử thiên chủ trấn giết Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên lần lượt sống sót, nếu như không có nắm chắc chân chính, hắn sẽ không ra tay. Chẳng lẽ muốn mở ra vận mệnh trường hà sao? Vận mệnh chi chủ nhíu mày nói. Thân là vận mệnh chi chủ, hắn có thể thúc giục vận mệnh trường hà, càng có thể điều động sử dụng lực lượng của vận mệnh trường hà. Sát chiêu lớn nhất của hắn chính là vận mệnh trường hà, nói một câu thẳng thắn, đừng nói Diệp Hiên còn chưa trở thành chí cường. Cho dù chí cường khác, nếu hắn vận dụng vận mệnh Trường Hà thi triển toàn lực, muốn giết chết cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Ba đại Trường Hà, xuyên qua vạn cổ. Trong đó ẩn chứa uy năng không cách nào tưởng tượng, đây cũng là nội tình lớn nhất của Tam đại chí cường, đây cũng là nguyên nhân vì sao ba người được xưng là chí cường mạnh nhất. Chẳng qua, không đến vạn bất đắc dĩ vận mệnh chi chủ cũng không muốn vận dụng vận mệnh trường hà, bởi vì bản thân hắn đều có một loại kính sợ đối với vận mệnh trường hà, nếu có chút sai lầm, rất có khả năng cắn trả bản thân. Cho nên, dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối, vận dụng vận mệnh trường hà giết chết Diệp Hiên cũng không nằm trong phạm vi vận mệnh chi chủ cân nhắc. Hơn nữa, Tam Đại Chí Cường cũng không một lòng, thời không chi chủ rõ ràng thiên vị Diệp Hiên, hỗn độn chi chủ biểu hiện rất trung lập, ngay cả có tâm muốn giết Diệp Hiên, nhưng hỗn độn chi chủ chưa chắc chịu ra tay. Diệp Hiên, ngươi chung quy chỉ là một người, bổn chủ xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Vận mệnh chi chủ lẩm bẩm nói. Vạn linh thiên điện. Thiên chủ, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể hai quân, Diệp Hiên sáng lập tán thiên cung hoành hành vô kỵ, mở đạo thống đã tiêu diệt năm phương đại giáo, đây rõ ràng là khiêu chiến quyền uy của vạn linh thiên điện ta. Có trưởng lão nhíu mày nói với vạn linh chi chủ. Thiên chủ minh giám, vạn linh thiên điện ta chấp trưởng nguyên hội thứ 10, mà ngài lại là người đứng đầu nguyên hội thứ 10, há có thể tùy ý hắn hồ nháo. Lại có trưởng lão nói. Vạn linh chi chủ chấp tay mà đứng, hắn ngước nhìn tinh không mênh mông, đôi mắt hơi phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng. Vạn linh chi chủ thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hai đại trưởng lão nói. Chỉ cần người tán thiên cung an phận thủ thường, vạn linh thiên điện ta không cần để ý tới, về phần dịp hiên người này giữa ta và hắn tất sẽ có một trận chiến vạn linh chi chủ nói xong lời này một đôi mắt xẹt qua vẻ thâm trầm năm đó khi hắn chưa thành đạo từng bại trong tay tương lai thân của đối phương đây là thất bại duy nhất của hắn càng là sỉ nhục vĩnh viễn trong lòng hắn hắn và dịp hiên có một ước định cũng bởi vì ước định này hắn rất ít khi làm khó dịp hiên một mực chờ đợi hắn trưởng thành mặc dù hiện tại dịp hiên còn chưa phải chí cường nhưng vạn linh chi chủ cảm giác thời cơ đã thành thục. Năm ngàn năm sau, Tán Thiên Cung, Tường Vận Nạp Thải, Thánh Âm Đầy Trời, Từng đạo kim quang trải dài mà đến ở trong thiên địa bầu trời, liên tiếp cửu thập cửu trọng thiên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy số lượng lớn thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng chạy tới Tán Thiên Cung. Hôm nay là đại điển Tán Thiên Cung lập giáo, cũng là ngày Diệp Phong Thiên cùng Quảng Hồng Lăng thành hôn. Bất kể là đại giáo khắp nơi, hay thông thiên đại năng, phàm là người nhận được thiệp mời của tán thiên cung, hôm nay đều nhao nhao đi tới tán thiên cung. 99 trọng thiên Nhật nguyệt tinh thần ở trên, mây trắng mờ ảo ở dưới. Mây trời trải dài, thông thiên quán địa. Từng cái bàn bạch ngọc hiện ra ở trên mây, mỗi một bàn án bạch ngọc đều có linh quả thánh tửu, còn có một vị tuyệt sắc nữ tu đang nhẹ nhàng nhảy múa ở trên mây, làm cho người ta cảm nhận được một loại mỹ diễm tuyệt luân. Diệp Hiên hắn ngồi xếp bằng trên hư không, ba ngàn sợi tóc đen buông xuống sau đầu, lúc một đôi mắt mở ra, giống như chư thiên tinh đấu xoay chuyển ở trong đó, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí vĩ ngạn, cao cao tại thượng. Bổ thiên giáo chủ đến. Sâm la giáo chủ đến. Thiên la thượng nhân đến. Cửu sát giáo chủ đến. Theo thanh âm của thần quan đón khách quanh quẩn trong bầu trời, từng vị nhân vật với khí tức khủng bố nhau nhau đến mừng, Bọn họ là người đứng đầu đại giáo khắp nơi, ước chừng hơn 10 vị. Tùy tiện một người trong những người này đi vào Hỗn Độn Đại Thế Giới, đều là nhân vật được 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 xưng tôn làm tổ, càng là được vạn linh kính ngưỡng, có uy thế vô thượng. Chỉ là theo những người này đi vào trong Đại Yến Vân Tiêu, mỗi người đều biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, càng chắp tay chào Diệp Hiên, hạ tư thái bản thân xuống cực thấp. Chúc mừng Diệp đạo hữu mở ra một phương đại giáo. Bổ Thiên giáo chủ mỉm cười lên tiếng, chỉ là nụ cười của hắn có chút chua xót dù sao năm đó Diệp Hiên mười phần yếu ớt, còn cần phải ngưỡng mộ hắn, nhưng hiện tại thân phận hai người quay ngược, điều này cũng làm cho trong lòng bổ thiên giáo chủ thổn thức không thôi. Lễ vật nho nhỏ, còn mời đạo hữu vui lòng nhận. Thiên La Thượng Nhân là một đại năng bất hủ cảnh mở ra bát đại thiên môn. Hắn giao lễ vật cho thần quan đón khách, lúc này mới chấp tay chào Diệp Hiên. Diệp đạo hữu mở vô thượng đại giáo, đây là chuyện đáng mừng sâm la giáo chủ cũng chúc mừng diệp hiên nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những đại giáo chi chủ này chỉ gọi diệp hiên là đạo hữu không nhắc tới danh hiệu đế chủ hiển nhiên trong lòng cũng không quá tán thành đối với danh hào tán thiên đế chủ của diệp hiên thật ra cũng không trách những người này dù sao thì chỉ có vạn của chí cường mới có tư cách dùng chữ chủ trên phong hào những đại giáo chi chủ này tự nhiên không dám tùy ý xưng hô diệp hiên nếu để cho chí cường khác biết được chọc cho một ít chí cường tức giận bọn họ sẽ chịu không nổi lửa giận của chí cường hừ chợt một tiếng hừ lạnh truyền đến chỉ thấy hoàng bàn tử cười lạnh đi tới hắn lạnh lùng liếc xéo những nhân vật cấp giáo chủ này sau đó âm dương quái khí nói các ngươi tính là cái gì dám xưng hô tiên sinh nhà ta là đạo hữu tại thời điểm này hoàng bàn tử giải thích đầy đủ cái gì gọi là chó cậy gần nhà đừng thấy hắn chỉ mới vào bất hữu cảnh nhưng đối mặt với những đại giáo chi chủ này một chút thể diện cũng không lưu cho đối phương bị một bất hữu cảnh nho nhỏ quát lớn nhất thời khiến sắc mặt nhiều giáo chủ ở đây lạnh lùng họ là ai há có thể bị một tiểu tu sĩ quát lớn có người vừa định tức giận trách cứ tuy nhiên sau một khắc trong lòng rung lên lúc này mới nhớ tới nơi này là tán thiên cung dịp hiên trên chủ vị cũng không phải tồn tại bọn họ có thể đắc tội nhìn chư vị nhân vật cấp giáo chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng bàn tử mạp cứng rắn đè xuống lửa giận trong lòng như thế nào các ngươi không phục hoàng bàn tử liên tục cười lạnh hắn không quan tâm đám giáo chủ trước mắt những người này dám gọi thẳng diệp hiên là đạo hữu nếu không cho bọn họ một chút uy hiếp thật cho rằng mình là đại nhân vật hơn nữa hoàng bàn tử vô cùng hiểu rõ một đạo lý với thân phận của diệp hiên lúc này tự nhiên không có khả năng bởi vì những người này xưng hô hắn là đạo hữu mà trách cứ hắn thân là con chó của Diệp Hiên, nhất định phải dạy cho những người này một ít giáo huấn. Vị đạo hữu này mời, chúng ta đến xem lễ, cũng không có bất kỳ hành vi khiêu khích nào, vì sao đạo hữu lại châm chọc khiêu khích? Chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của Tán Thiên Cung, chẳng lẽ Tán Thiên Cung không nói đạo lý? Có thể tùy ý khi nhục chúng ta. Có một vị nữ giáo chủ dung mạo đoan trang tú lệ, càng mở ra thất đại thiên môn, nàng nhíu mày mỉa mai. Thái sơ, giết nàng ấy cho ta. Bỗng nhiên, hoàng bàn tử cười âm độc. Tuân mệnh. Tranh. Sát lục sinh linh, chém tận giết tuyệt. Một đạo kiếm quan chiếu rọi cửu thập cửu trọng thiên, càng sáng chói để người ta không mở được hai mắt. Khi luồng kiếm quan này tiêu tán, vị nữ giáo chủ vừa mới mỉa mai đã đầu một nơi thân một nẻo. Kéo xuống cho chó ăn. Hoàng bàn tử khoát tay, sắc mặt Lý Thái Sơ trong trẻo lạnh lùng, trực tiếp nâng thi thể vị nữ giáo chủ này rời khỏi, từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm ba động. Rít lên. Khi một màn này hiện ra trong mắt các giáo chủ còn lại, tiếng hít một hơi thật sâu không ngừng truyền đến, mà các giáo chủ vừa mới tức giận oán hận hoàng bàn tử giờ phút này đều rùng mình một cái. Đường đường là một nữ giáo chủ mở ra thất đại thiên môn, nói chết là chết, ngay cả nửa điểm dấu hiệu cũng không có, làm sao không làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nhất là một kiếm kia của Lý Thái Sơ, quả thực làm cho linh hồn của bọn họ đều run rẩy, càng làm cho bọn họ trải nghiệm sợ hãi đối với tử vong. Hiện tại còn có ai trong các ngươi muốn giảng đạo lý với ta? Hoàng bàn tử âm độc cười lạnh, chậm rãi đi tới trước mặt những giáo chủ này, đôi mắt âm trầm đáng sợ, làm cho những giáo chủ này không dám đối diện với hắn. Hợp lý. Cách tiếp khách. Không tồn tại. Hoàng bàn tử rất hiểu rõ phương pháp xử sự của Diệp Hiên, trong quan niệm của Diệp Hiên, nắm tay của ai lớn, người đó chính là đạo lý. Một vài con kiến mà thôi, nói đạo lý gì cùng bọn họ. Không phục. Rất đơn giản, một đao làm thịt ngươi. Không nhẫn được. Trực tiếp giết cả nhà ngươi. Phục không phục. Nhẫn không nhẫn. Chẳng qua, lấy thân phận hiện tại của Diệp Hiên, không thể làm chuyện này, dù sao thì cũng sẽ bị người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ, cũng quá mức hạ mất thân phận. Nhưng Hoàng Bàn Tử cũng không có gì cố kỵ, ai đặc biệt không phục Diệp Hiên thì đi chết là được, hắn cũng giải thích đầy đủ cái gì gọi là chó săn chân chính. Không phục thì giết đến ngươi phục. Những gì ta nói đều là đạo lý. Hoàng Bàn Tử quán triệt tư tưởng của Diệp Hiên đến cùng, Diệp Hiên ngồi xếp bằng trên chủ vị mang theo ý cười, tự nhiên hiểu rõ cách làm của Hoàng Bàn Tử. Người tới là khách, sao có thể hung dữ, nếu có lần sau, nhất định trừng phạt không tha. Diệp Hiên rốt cục mở miệng, giả vờ quát lớn. Thuộc hạ biết sai. Hoàng bàn tử sẽ miễn cười, lúc này mới từ lui ra khỏi đám giáo chủ. Không biết xấu hổ. Cực kỳ vô sĩ. Chư vị giáo chủ sợ hãi tức giận thầm mắng. Nhưng chủ tớ hai người một ca một sướng, làm cho những giáo chủ này kinh hồn bạc vía, rốt cục biết Diệp Hiên cũng không phải thiện nam tính nữ, không nói đạo lý. Tại thời điểm này, chư vị giáo chủ đều ngậm miệng không nói, sợ nói câu nào sai chọc tới sát họa. Chúc mừng đế chủ mở vô thượng đạo thống. Đang lúc đại yến vân tiêu câm như hến, một đạo uy năng chí cường từ chân trời truyền đến, chỉ thấy cực tình chi chủ đang tản bộ mà đến. Cực tình, thượng tọa. Diệp Hiên mỉm cười, ống tay áo hắn cuộn lại, một đám mây màu vàng dâng lên, cực tình chi chủ trong nháy mắt đi tới, sóng vai ngồi cùng Diệp Hiên. Tham kiến cực tình chi chủ. Như vị giáo chủ vội vàng chào hỏi, dù sao thì vạn cổ chí cường đến, bọn họ cũng không thể mất lễ nghĩa. Hừ. Đế chủ. Khẩu khí ngươi Diệp Hiên thật lớn. Ầm ầm. Vạn cổ thiên uy, sát khí tràn ngập, một tia tịch diệt lực xuyên qua thiên địa mà đến, bất tử thiên chủ trong nháy mắt mà đến, khóe miệng lộ ra cười lạnh khinh miệt. Thế nào? Ngươi có thắc mắc? Ầm ầm. Trời đen đất tối, vạn pháp không ánh sáng. Thập đại thiên môn dân lên ở phía sau Diệp Hiên, bắt đầu luân chuyển khủng bố, hắn từ từ đứng dậy nhìn về phía bất tử thiên chủ, vần sáng luân hồi đáng sợ nổ tung thiên địa. Vạn cổ vô song. Thông thiên triệt địa. Quét ngang chư thiên. Giờ khắc này Diệp Hiên tựa như thần tinh trực trở nhất trong tinh không, bất luận kẻ nào cũng không cách nào che giấu quan mang của hắn, càng có bi năng kinh thiên tuyệt địa nở rộ. Chỉ là bất hữu cảnh, ngươi cũng dám sánh vai với chí cường. Bất tử thiên chủ lạnh lùng quát to, tịch diệt lực xuyên qua thiên địa tinh không, hắn hôm nay đến đây cũng không phải chúc mừng, mà muốn hung hăng rơi nhục mạ diệp hiên. ầm ầm, Một quyền quán thiên, trời lỡ đất nứt. Đối mặt với bất tử thiên chủ trào phúng lạnh lùng, Diệp Hiên không có lời nói nhảm nào, trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của mọi người, Diệp Hiên đánh ra một quyền giết tới bất tử thiên chủ. Trảm, bất tử thiên chủ quát to một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo đao mang, theo một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, cửu thập cửu trọng thiên đều đang kinh khủng rung động. Còn tốt, tán thiên cung có hộ thiên đại trận thủ hộ, nếu không một kích này nhất định phải đánh xuyên thủng cửu thập cửu trọng thiên. Dám sinh sự ở tán thiên cung ta, bổn đế chủ xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. ầm ầm Diệp Hiên bước ra một bước, dày nặng giống như vạn cổ bầu trời, cả người đều cuốn tới bất tử thiên chủ tịch, thập đại thiên môn đang khủng bố luân chuyển, từng đạo tán thiên luân hồi lực nổ tung thiên địa tinh không. Tiếp một quyền của bản chủ. ầm ầm Vạn cổ luân hồi, thiên địa vĩnh hằng. Một quyền này phá vỡ tinh không vũ trụ. Một quyền này đánh nát cổ kim thiên địa. Một quyền này tán diệt vạn cổ luân hồi. Ngươi lớn gan. Diệp Hiên nói ra tay liền ra tay, điều này vượt qua dự liệu của bất tử thiên chủ đối mặt với một quyền xuyên suốt vạn cổ của diệp hiên sắc mặt bất tử thiên chủ không ngừng thay đổi khủng khiếp thật kinh khủng bất tử thiên chủ cũng không phải sợ một quyền này của diệp hiên dù cả quyền này cực kỳ kinh khủng nhưng hắn thân là chí cường vẫn có thể tiếp nhận chuyện chân chính làm cho bất tử thiên chủ cảm thấy động dung chính là cách lần trước diệp hiên cùng hắn đánh một trận tu vi hắn lại lần thứ hai tăng trưởng một thành quả thực làm cho hắn kinh hồn bạc vía. Hắn ta có phải quái vật? Một ý nghĩ khủng bố xẹt qua từ trong đầu bất tử thiên chủ, lúc này mới bao lâu, tu vi diệp hiên lần thứ hai tăng lên, nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải mình muốn bị hắn vượt qua. Những ý nghĩ này trong nháy mắt xẹt qua trong đầu bất tử thiên chủ, nhưng hắn vẫn chém ra một đao, muốn chém diệt một quyền này của Diệp Hiên. Nhưng sau một khắc, tràn diện xôn xao xuất hiện. Ầm ầm một quyền chỉ là một quyền một quyền này trực tiếp đánh nát đao mang của bất tử thiên chủ chém ra quyền mang khủng bố kia không giảm dư uy tựa như tinh thần vũ trụ đập xuống bất tử thiên chủ phanh một quyền này trực tiếp đánh lên trên người bất tử thiên chủ trực tiếp đánh bay hắn còn có một tia máu tươi tràn ra từ trên người bất tử thiên chủ làm sao có thể đùa cái gì hắn làm sao có thể mạnh như vậy sau một khắc cả hội trường xôn xao rung rẩy trống to rất nhiều giáo chủ ở đây sắc mặt trắng bệch như tuyết bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình bất tử thiên chủ lại bị diệp hiên ra một quyền đánh bay nhưng không đợi mọi người có phản ứng chuyện xảy ra sau một khắc triệt để làm cho cả thể xác lẫn tinh thần bọn họ đều rung rẩy hoảng sợ đến mức không thể hô hấp phanh 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 diệp hiên thân như vạn của thần tinh bước ra một bước xé rách vô tận hư không hắn vung mạnh song quyền như thiên địa thần tinh, điên cuồng mà hung lệ đánh xuống bất tử thiên chủ. ầm ầm, thiên địa bạo động, hư không nổ tung, bất tử thiên chủ không ngờ Diệp Hiên vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, vừa mới trúng một quyền kia của Diệp Hiên, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, giờ phút này trong nháy mắt bị đè ở trong hạ phong. Phanh, một quyền của Diệp Hiên đánh vào mặt bất tử thiên chủ. Mặc dù có lực lượng tịch diệt ngăn cản, nhưng vẫn đánh bay bất tử thiên chủ. Phanh Chân phải Diệp Hiên đạp trời Hư không dưới chân sụp đổ khủng bố Cả người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bất tử thiên chủ Một cái tác đánh tới bất tử thiên chủ Phanh Một kích này của Diệp Hiên quá mức bá đạo sắc bén Cơ hồ không cho bất tử thiên chủ thời gian phản ứng Trực tiếp đánh hắn rơi xuống từ trên không trung ầm ầm Bất tử thiên chủ như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, một cái hố hình người khủng bố hiện ra. Vạn vật im lặng, trời đất im lặng. Một màn này xảy ra cực nhanh, không để cho bất kỳ kẻ nào có thời gian phản ứng. Khi một màn này xảy ra, toàn bộ vân tiêu đại yến đều im lặng, ngay cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, còn có tiếng cắn răng run rẩy truyền đến. Diệp Hiên, tên tạp chủng chết tiệt ngươi, ta muốn mạng của ngươi. ầm ầm, tiếng trống giận cực kỳ oán độc từ trong hố truyền đến, theo bụi bặm ngút trời bay lên, bất tử thiên chủ bắn ra, cả người hóa thành một đạo hắc quan giết tới Diệp Hiên. Nhục nhã. Nhục nhã quá lớn. Ở trước mặt giáo chủ khắp nơi bị Diệp Hiên điên cuồng đánh đập, đây là sĩ nhục cực lớn dành cho bất tử thiên chủ, giờ phút này hắn tâm hận ngút trời, muốn lấy lại thể diện bị mất. Bất tử thiên chủ, người náo loạn đủ chưa? ầm ầm Cửu thải thần quan giết tới, cực tình chi chủ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Hiên, điều này cũng làm cho thân hình bất tử thiên chủ dừng lại tiên sinh, không bằng ngươi và ta hợp lực giết hắn, như thế nào? Cực tình chi chủ cười lạnh lùng. Được. Diệp Hiên lạnh lùng cười, chu thiên kích ầm ầm hiện ra, điều này nhất thời làm cho bất tử thiên chủ biến sắc, lúc này mới phát hiện mình ở thế yếu. Ba vị đạo hữu có chuyện gì thì từ từ bàn, cần gì phải ra tay. Đang lúc thế cục cực kỳ khẩn trương, một đạo âm thanh uy nghiêm dày nặng truyền đến, chỉ thấy phía chân trời có hỗn độn thần quan trải dài, chính là hỗn độn chi chủ. Gần như cùng một lúc, vận mệnh chi chủ cùng thời không chi chủ cũng nhao nhao mà đến, cũng theo tam đại chí cường đến hiện trường, sắc mặt bất tử thiên chủ hơi chậm lại, quán hận nhìn chầm chầm Diệp Hiên cùng cực tình chi chủ một cái, trong lòng mặc dù không cam, nhưng cũng chỉ có thể dừng tay. Diệp đạo hữu, hỗn độn chi chủ chậm rãi mà đến, hắn chào hỏi Diệp Hiên, Diệp Hiên và cực tình chi chủ thu hồi sát khí hôm nay vừa là đại điển tán thiên cung lập giáo lại càng là ngày đệ tử của đạo hữu đại hôn tạm thời gác lại một ít phân tranh đi thời không chi chủ nói được hôm nay ta sẽ cho thời không chi chủ mặt mũi tuy nhiên nếu còn có người dám quấy rầy vậy dịp mổ cũng chỉ có thể không khách khí dịp hiên thản nhiên lên tiếng chỉ là ánh mắt rơi vào trên người bất tử thiên chủ hiển nhiên là nói cho hắn nghe không chết ngươi hiện tại không giết được hắn cần gì phải đấu khí với hắn vận mệnh chi chủ âm thầm truyền âm bất tử thiên chủ âm trầm gật đầu tạm thời áp chế sự phẫn hận của diệp hiên chúc mừng đạo hữu khai tông lập giáo một đạo linh quan từ chân trời hiện ra vạn linh chi chủ đang chậm rãi mà đến ầm ầm hắc khí đầy trời ma khí cuồn cuộn cơ hồ cùng một lúc thôn thiên ma chủ cùng hủy diệt ma chủ cũng xuất hiện chư vị đạo hữu mời thượng tọa diệp hiên mời bác đại chí cường nhao nhao ngồi xếp bằng trên bầu trời rất nhiều sinh linh phía dưới cũng nhao nhao chào hỏi các chí cường đại điển lập giáo bắt đầu hoàng bàn tử đúng lúc đi ra sau đó đọc tế văn có chút đường hoàng bắt đầu đại điển lập giáo tại thời điểm này diệp hiên cùng bác đại chí cường ngồi xếp bằng trên hư không thỉnh thoảng hắn cùng cực tình và thời không nói chuyện với nhau mà những chí cường khác yên lặng không nói gì hiển nhiên trong lòng đều có tâm tư riêng diệp đạo hữu Lễ vật nho nhỏ, mong rằng đừng chê. Thôn Thiên Ma chủ mỉm cười, tiện tay đánh ra một đạo hắc quang, trực tiếp rơi vào trong tay Diệp Hiên. Hỗn Độn Hắc Liên. Nhìn hoa sen màu đen trong tay, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, không ngờ thôn Thiên Ma chủ lại tặng hắn một phần lễ vật quý giá như vậy. Đa Tạ Ma chủ. Diệp Hiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giữa hắn và thôn Thiên Ma chủ, mặc dù không có cừu oán lớn như Bất Tử Thiên chủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Thông thiên ma chủ tặng một phần hậu lễ, hiển nhiên có ý khác. Tuy nhiên, Diệp Hiên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thu nhận hỗn độn hắc liên, càng dối trá cảm tạ thông thiên ma chủ một phen. Diệp đạo hữu, vạn linh châu này có thể tăng nhanh tu luyện, tuy rằng vô dụng đối với ngươi, nhưng cho đệ tử ngươi tu luyện, cũng coi như vừa vặn. Vạn linh chi chủ cũng đưa tới một phần hạ lễ, tuy rằng không bằng hỗn độn hắc liên, nhưng coi như là một món bảo vật hỗn độn. Kế tiếp, Tam đại chí cường cũng nhao nhao đưa ra hạ lễ tặng cho Diệp Hiên, mỗi một kiện bảo vật cũng đều cực kỳ bất phàm, Diệp Hiên nhao nhao nhận lấy, cảm tạ từng người. Chẳng qua khi Diệp Hiên tiếp nhận bảo vật của Vận Mệnh chi chủ đưa tới, tâm thần hắn khẽ động, một tia lạnh lùng xẹt qua đáy mắt. Hắn cũng chưa bao giờ quên, cảnh tượng Vận Mệnh chi chủ liên thủ Bất Tử Thiên chủ giết hắn, chỉ là hiện tại không nên trở mặt dù sao thì thụ địch quá nhiều sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với mình. Theo chư vị trí cường đưa lên hạ lễ, chỉ còn lại bất tử thiên chủ một mình không nhúc nhích, mà Diệp Hiên tự nhiên không có khả năng hy vọng xa vời bất tử thiên chủ thật sự sẽ tặng hắn bảo vật gì, dù sao hai người sớm đã không chết không thôi. Diệp Hiên, bổn chủ cũng tặng ngươi một phần lễ vật, ngươi phải cất kỹ. Ông Bất tử thiên chủ lật tay, chỉ thấy một quan tài đen như mực hiện ra, hiển nhiên đây chính là lễ vật mà hắn dành tặng cho diệp hiên quan tài đen này do hắc thạch huyền tinh đúc thành ngày sau chờ ngươi ngã xuống chôn ở trong quan tài này có thể bảo vệ thân thể ngươi không thối rữa bất tử thiên chủ cười lạnh nói ha ha diệp hiên nở nụ cười chỉ là hắn cười rất lạnh sau đó thu quan tài đen vào túi càng khôn lúc này mới nhìn về phía bất tử thiên chủ nói ta nhận lễ vật của ngươi chỉ là ta sẽ không dùng được chờ ngươi chết ta sẽ tự tay chôn ngươi vào trong quan tài đen này. vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. bất tử thiên chủ cười lạnh nói. hai người đói chọi gây gắt, có thể nói một tấc cũng không nhường. những chí cường khác thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên sẽ không xen lẫn ân oán giữa hai người. ầm ầm. đột nhiên, thiên địa chấn rung động, hư không gợn sóng. hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở trong hư không, từng cổ khí tức khủng bố nở rộ cực hạn nửa bức chí cường. Hỗn độn chi chủ ngẩn ra, hắn liếc mắt một đã nhìn ra tu vi của hai người, điều này cũng làm cho hắn kinh ngạc cực kỳ. Không chỉ có hỗn độn chi chủ, những chí cường khác cũng đang nhìn lại người tới, trên mặt mỗi người đều có vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng nửa bức chí cường vô cùng hiếm thấy, dù sao nguyên hội tiếp theo còn chưa có mở ra, nếu như trở thành nửa bức chí cường ở nguyên hội này, vậy sẽ mất đi tư cách tranh đoạt vạn của chí cường ở nguyên hội tiếp theo. Cái thiên nguyên là ngươi. Đột nhiên, vạn linh chi chủ khiếp sợ đứng dậy, phóng mắt nhìn về phía một người trong đó, quả thực không thể tin vào mắt mình. Không trách vạn linh chi chủ khiếp sợ, năm đó hắn tự tay tiêu diệt thiên nguyên quốc độ, càng là đánh chết cái thiên nguyên, không ngờ đối phương dĩ nhiên còn sống, hơn nữa trở thành nửa bức chí cường. Diệp lăng thiên, đã lâu không gặp. Nhìn đối thủ cũ là vạn linh chi chủ, cái thiên nguyên cười nhạt một tiếng, không còn ý đối địch. Cái Thiên Nguyên. Sắc mặt Diệp Hiên khẽ biến, hắn vô cùng rõ ràng, cái Thiên Nguyên vẫn đi theo bên cạnh vạn cổ âm ảnh, giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ vạn cổ âm ảnh cũng tới. Diệp đạo hữu, đây là hạ lễ mà chủ thượng lệnh ta đưa tới. Cái Thiên Nguyên lấy ra một cái hộp gấm, trực tiếp giao đến trong tay Diệp Hiên. Phụng mệnh lão tổ tộc ta đưa tới đại lễ, thỉnh đế chủ vui lòng nhận. Một người khác chính là tinh không thú vương, vẻ mặt hắn lạnh lùng cũng lấy ra một cái hộp gấm dao cho Diệp Hiên, hiển nhiên còn nhớ rõ Diệp Hiên năm đó tàn sát tinh không cự thú nhất tộc. người tới là khách mời ngồi. đôi mắt Diệp Hiên thâm trầm mời hai người ngồi xuống, tuy rằng hai người này chỉ là nửa bước trí cường, nhưng người phía sau lại làm cho Diệp Hiên cảm thấy nặng nề. hơn nữa hai người cùng lúc xuất hiện đưa cho hắn hai hộp gấm, chỉ sợ đồ vật trong đó tuyệt đối không phải đơn giản. Đại điển lập giáo tiếp tục tiến hành cho đến nửa ngày trôi qua, mới rốt cục chấm dứt. Kế tiếp, Diệp Phong Thiên và Quảng Hồng Lăng xuất hiện, hai người mặc hỷ phục giao bái thiên địa, sau đó kính trà cho Diệp Hiên, coi như là chính thức kết làm đạo lữ. Tiếp theo rất đơn giản. Tán Thiên Cung Sông Hỷ Lâm Môn, Đại Yến Bảy Ngày, rất nhiều tân khách nhau nhau lưu lại, chư vị trí cường thì lần lượt cáo từ rời khỏi. Tuy nhiên, thời không chi chủ và cực tình chi chủ lưu lại, mà thông thiên ma chủ cũng có mục đích của hắn, cũng ở lại tán thiên cung. Về phần tinh không thú vương cùng cái thiên nguyên cũng lưu lại, hiển nhiên hai người đến đây cũng không chỉ đưa tới hạ lễ, còn có chuyện khác. Trong đế cung, cái thiên nguyên cùng tinh không thú vương Sống vai mà đứng, hai hộp gấm đặt ở trước mặt Diệp Hiên, theo Diệp Hiên mở hộp gấm ra, đồ trong đó hiện ra. Ừm. Khi hai món đồ rơi vào trong mắt Diệp Hiên, Diệp Hiên ngẩn ra, chỉ vì trong hai hộp gấm lại có cùng một thứ. Ngọc Giảng. Hai ngọc giản đen kịp như mực, còn có cấm kỵ tử khí lượng lờ trên ngọc giản. Diệp Hiên cầm lấy một quả ngọc giản trong đó, bắt đầu kiểm tra nội dung trong ngọc giản, ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới buông xuống ngọc giản đầu tiên. Chỉ là sắc mặt Diệp Hiên có chút âm trầm, qua nửa ngày mới cầm lấy ngọc giản thứ hai, lúc này hắn xem rất nhanh, chỉ là mấy chục hơi thở đã buông xuống ngọc giản thứ hai. Im lặng. Im lặng, im lặng. Khi Diệp Hiên quan sát xong hai ngọc giảng, Cả người hắn đều trở nên yên lặng không nói nên lời, chỉ có một cổ khí tức cực kỳ áp lực hiện ra trên người. Bọn họ muốn nói gì? Diệp Hiên rốt cục dương mắt nhìn về phía hai người. Chủ nhân nói nếu ngươi muốn phá kiếp nạn này, hắn có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đi tới gặp hắn là được. Cái Thiên Nguyên trầm giọng nói. Lão tổ nhà ta tặng ngươi bốn chữ, tự cho lo tốt. Tinh Không Thú Vương nói. Ha ha. Diệp Hiên nở nụ cười. Chỉ là hắn cười rất lạnh, sau đó lại yên lặng. Nội dung của hai quả ngọc giảng cơ hồ nhất trí, cũng có thể nói là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nếu như bị Vạn Cổ Chí Cường nhìn thấy, nhất định sẽ liều mạng cũng muốn cướp đi. Bởi vì trong hai ngọc giảng giải thích cái gì gọi là Bất Hủ Thập Nhị Thiên môn, càng tỉ mỉ ghi về cấm kỵ của 12 thiên môn, càng để cho Diệp Hiên biết tình cảnh lúc này của mình nguy hiểm cỡ nào. Vạn Cổ Vĩnh Hằng, Thập Nhị Thiên môn Diệp Hiên đi theo con đường bất hủ thập nhị thiên môn, nhưng nội dung trong hai viên ngọc giảng nói cho hắn biết, đây cũng là một con đường cấm kỵ, không bị hỗn độn vũ trụ dung túng. Từ tòa thiên môn thứ 10 bắt đầu, hắn đã xúc phạm hỗn độn cấm kỵ, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng chờ hắn mở ra tòa thiên môn thứ 11, hỗn độn sẽ giáng xuống vô thượng kiếp nạn. Hỗn độn thiên phạt. Bốn chữ đơn giản, lại nặng như vạn cổ. Khi Diệp Hiên mở ra thiên môn thứ 11, hỗn độn thiên phạt sẽ hàng lâm, phải biết rằng hỗn độn thiên phạt là kiếp nạn ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng sợ hãi. Vạn cổ âm ảnh có mạnh hay không? Năm đó, hắn đi ra tuế Nguyệt Trường Hà, một tay trấn áp thập đại chí cường, nhưng đối mặt với hỗn độn thiên phạt hàng lâm, hắn vẫn tan tác mà chạy trốn đến hồng hoang thế giới. Ý tứ của vạn thú chi tổ rất rõ ràng, chính là nói cho Diệp Hiên con đường này không thể tiếp tục đi tiếp, nếu không Diệp Hiên sẽ hồn phi phách tán mà chết ở trong hỗn độn thiên phạt mà vạn cổ âm ảnh thì nói cho diệp hiên hắn có thể giúp diệp hiên vượt qua kiếp nạn muốn diệp hiên tự mình đi hồng hoang thế giới gặp hắn nhưng nội tâm diệp hiên vô cùng rõ ràng mục đích của vạn cổ âm ảnh đối với hắn không thuần khiết căn bản sẽ không tốt bụng giúp hắn chỉ là bốn chữ hỗn độn thiên phạt này làm cho nội tâm diệp hiên vô cùng nặng nề đây chính là kiếp nạn ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng sợ hãi hắn dựa vào cái gì mà đi độ hô Diệp Hiên từ từ phun ra một ngụm trọc khí, hắn đè xuống tâm tư nặng nề, càng làm ra quyết định, không có khả năng đi cầu nhân vật cấm kỵ hỗ trợ. Bởi vì giờ phút này hắn còn kém rất xa nhân vật cấm kỵ, không có tư cách đối thoại bình đẳng, chỉ có thể mặc cho nhân vật cấm kỵ làm thịt. Cho đến lúc này, Diệp Hiên càng thêm bức thiết đối với việc mở ra tiểu đỉnh thứ bảy, có lẽ phương pháp có thể làm cho hắn vượt qua hỗn độn thiên phạt, liền ẩn chứa ở trong tiểu đỉnh thứ bảy này cảm giác này cực kỳ mãnh liệt càng làm cho diệp hiên mười phần khẳng định giống như trong bóng tối có một âm thanh đang nói cho hắn biết phải nhanh chóng mở ra tiểu đỉnh thứ bảy đương nhiên ngoại trừ tiểu đỉnh thứ bảy diệp hiên còn có kiếp mệnh thuật làm chỗ dựa nhưng lúc trước kiếp mệnh thuật thất bại để cho diệp hiên biết phương pháp này quá mức nguy hiểm lúc trước hắn có phân thân thay hắn ngăn cản tử kiếp lần sau nếu lại thất bại vậy hắn thật sự muốn hồn phi phách tán mà chết hiện tại vấn đề mấu chốt chỉ có hai nhanh chóng mở ra tiểu đỉnh thứ bảy, sau đó mở ra thiên môn thứ 11. Tuy nhiên trước đó, Diệp Hiên còn muốn làm một chuyện, một chuyện mà hắn vẫn rất muốn làm nhưng không thể làm. Giết bất tử. Đúng, chính là giết bất tử thiên chủ. Giờ phút này, Diệp Hiên có một cơ hội vạn cổ chưa từng có, hắn thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Tại hạ có việc cầu xin. Diệp Hiên yên lặng nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu nhìn hai vị nửa bước chí cường ngươi và ta quen biết nhiều năm, có việc cứ nói không sao. Cái thiên nguyên mỉm cười, dù sao nếu không có Diệp Hiên, hắn cũng không cách nào đi theo bên người vạn cổ âm ảnh càng không có khả năng trùng tu thân thể, Diệp Hiên có việc cầu xin, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Lão Tổ đã nói qua, tinh không cự thú nhất tộc ta khôi phục linh trí, đều là bởi vì ngươi trợ giúp, ngươi có thể nói thẳng không sao. Tinh không thú vương nói. Diệp mổ muốn mời hai vị giết một người. Diệp Hiên trầm giọng nói: "Người nào?" Sắc mặt hai vị nửa bước chí cường ngẩn ra, tu vi của Diệp Hiên còn mạnh hơn so với bọn họ, nhưng lại thỉnh cầu hai người hỗ trợ giết người. "Bất tử, Thiên Chủ." Diệp Hiên gằn từng chữ nói. "Cái gì?" Sắc mặt hai đại nửa bước chí cường đột biến, giống như không thể tin vào lỗ tai mình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cũng hiện ra rung động không thôi. "Diệp Hiên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Cái thiên nguyên nhíu mày nói. Không phải bổn vương không muốn giúp ngươi, mà chúng ta mặc dù là nửa bước chí cường, nhưng cho dù ba người hợp lực, cũng không cách nào giết chí cường. Tinh không thú vương nói. Hai vị yên tâm không nóng nảy. Diệp Hiên đã sớm đoán trước hai người sẽ có loại phản ứng này, hắn khẽ cười nói. Chỉ cần hai vị đồng ý giúp ta, ta tự nhiên có nắm chắc giết hắn. Kế tiếp, Diệp Hiên ngắn gọn nói cho hai người. Nghe được kế hoạch của Diệp Hiên, sắc mặt hai đại nửa bức trí cường kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì kế hoạch của Diệp Hiên có thể nói thiên y vô phùng, cũng đích xác có cơ hội giết bất tử thiên chủ. Hai đại nửa bước chí cường cáo từ rời khỏi, Diệp Hiên tự mình đưa hai người ra khỏi đế cung, trên mặt còn mang theo nụ cười nhu hòa. Theo hai người rời khỏi đế cung, nụ cười trên mặt Diệp Hiên biến mất, lông mày hơi nhíu lại với nhau, trong mắt cũng xẹt qua vẻ tàn nhẫn có câu nói rất hay tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương bất tử thiên chủ hận không thể hắn chết tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết diệp hiên cho nên diệp hiên phải xuống tay trước thanh trừ tai họa ngầm này diệp hiên không muốn có bất kỳ lo lắng gì vi hiếp của bất tử thiên chủ thủy chung nằm ngang yết hầu hiện tại có cơ hội có thể giết hắn diệp hiên tự nhiên không có khả năng buông tha kế tiếp diệp hiên còn muốn gặp hai người mà hai người này cũng là mấu chốt giết bất tử thiên chủ trong đế cung. Thời không chi chủ cùng cực tình chi chủ liên thủ mà đến, Diệp Hiên mời hai người ngồi lên, ba người khoanh chân đối lập, trên mặt đồng thời hiện ra một nụ cười. Thập đại thiên môn, thế gian hiếm thấy, đạo hữu tiền đồ không thể hạn lượng. Thời không chi chủ chân thành khen ngợi. Nếu là không có đạo hữu năm đó che chở, có lẽ ta sớm đã hồn phi phách tán mà chết, hôm nay làm sao có thể mở ra thập đại thiên môn. Diệp Hiên Kim Tốn nói. Diệp Hiên nói tới đây hơi dừng lại, điều này cũng làm cho hai đại chí cường biết Diệp Hiên có việc muốn nói. Thật ra hôm nay mời hai vị đạo hữu đến đây là có một chuyện cầu xin. Diệp Hiên nói xong, đứng dậy bái lại hai đại chí cường. Tiên sinh không cần như thế, có chuyện gì cứ nói không sao. Cực tình chi chủ nói. Không sai, nếu bổn chủ có thể giúp được, tất nhiên sẽ không từ chối. Thời không chi chủ mỉm cười nói diệp hiên cũng không giả bộ khuôn mặt nghiêm túc nói ta muốn mời hai vị hợp lực với ta giết bất tử thiên chủ yên tĩnh im lặng khi diệp hiên dứt lời khí tức của hai đại chí cường cứng lại nhất là thời không chi chủ tươi cười trên mặt cũng biến mất ngược lại hiện ra vẻ trầm trọng địch nhân của tiên sinh chính là địch nhân của khinh mi bất tử đáng giết cực tình chi chủ không chút do dự trực tiếp đồng ý cực tình chi chủ có thể đồng ý, điều này trong dự liệu của Diệp Hiên, giờ phút này quan tâm duy nhất của hắn chính là thời không chi chủ có thể đồng ý hay không. Nếu như thời không chi chủ đồng ý cùng hắn liên thủ giết chết bất tử, chuyện này thành công hơn phân nữa. Dù sao thời không chi chủ được xưng là một trong tam đại trí cường của vạn cổ, một mình hắn so với bất tử thiên chủ còn mạnh hơn một bậc. Diệp đạo hữu, thật xin lỗi, chuyện này bổn chủ không giúp được ngươi. Thời gian trôi qua hơn 10 hơi, thời không chi chủ ấy nấy nói. Đối với sự từ chối của thời không chi chủ, trong mắt Diệp Hiên xẹt qua vẻ thất vọng, chỉ là hắn cũng không thể cưỡng cầu thời không chi chủ nhất định phải giúp hắn. Dù sao thời không chi chủ cũng không nợ Diệp Hiên hắn, đối phương giúp hắn là tình ý, không giúp hắn cũng là bổn phận. Diệp đạo hữu, cũng không phải bổn chủ không muốn giúp ngươi, mà là sát hại chí cường khác sẽ tạo ra biến hóa động trời, hơn nữa vận mệnh hỗn độn cũng tuyệt đối không cho phép ta đi làm như vậy. Tam đại chí cường chúng ta khống chế ba đại pháp tắc vũ trụ, bản thân càng có ý chí hỗn độn gia trì, cho nên ta làm việc không thể tùy ý làm bậy, kính xin ngươi có thể lý giải. Thời không chi chủ nói. Không có gì. Diệp Hiên miễn cười nói. Thời không chi chủ trịnh trọng nói. Diệp đạo hữu, bổn chủ biết thù hận giữa ngươi và bất tử không thể hòa giải, nhưng có một chuyện ta còn cần phải nói rõ với ngươi. Bất tử là người thành đạo ở nguyên hội thứ tư, hắn lĩnh ngộ chính là tịch diệt chi lực, tịch diệt chính là chấm dứt hết thảy, nếu ngươi giết không chết hắn, hắn chung quy sẽ quay trở lại, lợi hại trong này, ngươi nhất định phải cân nhắc rõ ràng. Thời không chi chủ trịnh trọng nhắc nhở Diệp Hiên, hiển nhiên bất tử thiên chủ không đơn giản, hắn càng không phải cực ma chi chủ năm đó. Phải biết rằng ngoại trừ tam đại chí cường ra, bất tử thiên chủ là người thành đạo thứ tư, hắn lĩnh ngộ tịch diệt lực cũng là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Hiên chân thành lắng nghe, chỉ là quyết tâm giết bất tử của hắn đã sâu nặng. Bởi vì Diệp Hiên vô cùng rõ ràng, cho dù hiện tại hắn không tính kế bất tử thiên chủ, đối phương cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Cho nên Diệp Hiên lựa chọn xuống tay trước, nếu đợi đến khi bất tử thiên chủ liên hợp vận mệnh chi chủ đánh úp lại, đây cũng không phải kết quả Diệp Hiên muốn nhìn thấy. Bởi vì hôm nay trong đại điển lập giáo, vận mệnh chi chủ tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng Diệp Hiên có thể cảm giác được trong lòng vận mệnh có sát khí đối với hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể cho hai người cơ hội liên thủ. Cuối cùng, thời không chi chủ cáo từ rời khỏi, chỉ trước khi đi khuyên Diệp Hiên, nếu như không có nắm chắc tuyệt đối, vẫn không nên chủ động đối với Bất Tử Thiên. Trong đế cung. Cực Tình chi chủ khẽ nhíu tú mi lại nói: "Tiên sinh, chỉ bằng ngươi và ta cộng thêm hai nửa bức chí cường, chỉ sợ không cách nào giết Bất Tử Thiên chủ." ta biết. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, cho dù cực tình chi chủ không nói, hắn tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Thật vậy. Hai đại nửa bước chí cường, Diệp Hiên cùng cực tình chi chủ, bất tử thiên chủ không thể là đối thủ. Nhưng nếu bất tử thiên chủ chạy trốn, bọn họ cũng ngăn không được, dù sao vạn cổ chí cường cũng không phải nói mà thôi. Xem ra cũng chỉ có thể đi bước cuối cùng. Diệp Hiên thì thầm, trong mắt xẹt qua vẻ âm lệ ngoan độc bầu trời mênh mông, vân tiêu vạn dặm. Hai bóng dáng sóng vai mà đứng, phía trên đỉnh đầu bọn họ là chư thiên tinh đấu, còn có tinh quang rực rỡ trút xuống, chiếu rọi hai bóng dáng này không nhiễm bụi bặm. Bổn chủ chờ ngươi đã lâu rồi. Ta biết. Ngươi biết bổn chủ đang chờ gì. Thông thiên ma chủ với ma khí lượng lờ quanh thân, Diệp Hiên chấp tay mà đứng, khi ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng mỗi người lộ ra một nụ cười thâm thúy thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn giờ phút này những lời này hoàn toàn giải thích quan hệ giữa diệp hiên và thông thiên ma chủ cho dù diệp hiên biết thông thiên ma chủ cũng muốn giết hắn nhưng hai người vẫn nói vừa cười với nhau ta muốn kiếp tiên thuật hoàn chỉnh thông thiên ma chủ cũng không có bất kỳ lời nói nhảm nào mục đích hắn ở lại tán thiên cung chính là vì kiếp tiên thuật hoàn chỉnh trong tay diệp hiên có thể nhưng ta có một điều kiện Diệp Hiên nói. Nói đi. Thông thiên ma chủ cũng không có bất kỳ dị sắc nào, nếu Diệp Hiên vô ích đưa kiếp tiên thuật cho hắn, hắn ngược lại mới có thể cảm thấy không thể xảy ra. Giúp ta giết bất tử. Diệp Hiên nói. ầm ầm. Sau một khắc, khí tức thông thiên ma chủ hỗn loạn, thông thiên ma quan khủng bố kịch liệt bốc hơi, một đôi ánh mắt lãnh lệ đã ngưng trệ. Ngươi nói gì? Thông thiên ma chủ kinh nghi bất định, càng có chút không thể tin được lỗ tai của ngươi. Muốn kiếp tiên thuật rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta giết Bất Tử Thiên Chủ, ta sẽ dùng hai tay dâng lên kiếp tiên thuật. Diệp Hiên mỉm cười quỷ dị. Chuyện cười. Thông Thiên Ma chủ rốt cục xác nhận mình cũng không nghe lầm, hắn cười lạnh châm chọc nhìn về phía Diệp Hiên nói. Bản chủ tuy rằng tự nhận tu vi không thua Bất Tử, nhưng ta còn không giết được hắn, cho dù có ta liên thủ, ngươi cũng không có khả năng thành công. Hơn nữa, trận chiến chí cường, chuyện trọng đại. Nếu như giết không được bất tử, vậy bổn chủ chẳng phải cũng muốn kết oán cùng hắn. Không thể xảy ra, ý nghĩ hảo huyền. Giờ phút này ánh mắt thôn thiên ma chủ nhìn về phía Diệp Hiên giống như nhìn ngu ngốc, cũng chỉ có Diệp Hiên nói ra loại điều kiện không thể xảy ra này. Đáng tiếc, Diệp Hiên không để ý thôn thiên ma chủ châm chọc, mà lấy ra một ngọc giảng đặt ở trước mắt thôn thiên ma chủ lắc lư nói. Kiếp tiên thuật ở chỗ này, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta giết bất tử, ta tự nhiên sẽ cho ngươi kiếp tiên thuật. Nhìn Ngọc Giản trong tay Diệp Hiên, đôi mắt thôn thiên ma chủ hiện ra vẻ nóng rực, hắn có lòng muốn cướp đoạt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có ra tay. Dù sao Diệp Hiên hiện tại cũng không phải hạng người nhỏ yếu ngày xưa, hắn không có nắm chắc có thể cướp đi kiếp tiên thuật trong tay Diệp Hiên. Diệp Hiên, không phải bản chủ không đồng ý điều kiện ngươi, mà là chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Thông Thiên Ma chủ nhíu mày nói: "Cùng là chí cường, Thông Thiên Ma chủ tự nhiên biết Bất Tử Thiên chủ đáng sợ, chỉ dựa vào hắn cùng Diệp Hiên hai người, cho dù thêm một cực tình chi chủ, cũng chưa chắc giết Bất Tử Thiên chủ." Người ta và cực tình, hơn nữa hai vị nữa bất chí cường, còn có hai bất hủ đại viên mãn đã tìm được pháp và đạo của bản thân, ngươi cảm giác có thể giết Bất Tử hay không?" Diệp Hiên âm lệ lên tiếng: "Cái này." Sắc mặt Thông Thiên Ma chủ khẽ biến vẻ mặt vốn châm chọc dần dần nghiêm trọng. Hai đại chí cường, một dịp hiên, còn có hai vị nửa bức chí cường, thêm hai bất hủ đại viên mãn, đội hình này đích xác khủng bố không thôi. Giờ khắc này, thông thiên ma chủ đích xác động tâm. Bởi vì đội hình này đích xác rất có thể giết bất tử, phải biết rằng tu vi dịp hiên tuy rằng kém chí cường một bậc, nhưng kinh khủng ngập trời. Nhìn thông thiên ma chủ do dự bất định, dịp hiên lần thứ hai thêm một ngọn lửa nói. Thông thiên, tu vi ngươi trì trệ không tiến nhỉ. Không có kiếp tiên thuật trợ giúp, tu vi ngươi vĩnh viễn dừng lại, nếu ngươi muốn tiến vào cảnh giới cấm kỵ trong truyền thuyết kia, kiếp tiên thuật này chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Ha ha ha! Bỗng nhiên, thôn thiên ma chủ cất tiếng cười điên cuồng, sau đó gật gật đầu với Diệp Hiên. Diệp Hiên, không thể không nói, ngươi đích xác đụng phải điểm yếu của bản chủ. Được, bổn chủ đồng ý với ngươi nhưng bản chủ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa của mình càng phải thề với hỗn độn vũ trụ sau khi thành công nhất định phải đem kiếp tiên thuật hoàn chỉnh cho ta đây là tự nhiên diệp hiên nói xong lời này trực tiếp thề với hỗn độn vũ trụ điều này cũng làm cho thôn thiên ma chủ yên lòng dù sao thì lập lời thề với hỗn độn vũ trụ nếu diệp hiên thật sự tự hủy hứa hẹn đạo tâm của hắn cũng sẽ xuất hiện khuyết điểm một thân tu vi vĩnh viễn dừng lại trong đế cung Diệp Hiên một thân hắc y, thôn thiên ma chủ cùng cực tình chi chủ sống vai mà đứng. Ở hai bên sau lưng của ba người chính là hai đại nửa bức chí cường cùng Lý Thái Sơ, quân vô song. Bảy người. Bảy người, tu vi kém nhất đều là bất hủ đại viên mãn. Nhưng Lý Thái Sơ và quân vô song cũng không phải bất hủ đại viên mãn bình thường. Hai người đã đi ra được pháp và đạo của mình. Chiến lực khủng bố không thôi. Kế hoạch đều đã thông báo cho chư vị, chỉ cần bất tử đi cào tất sẽ khiến hắn có tới không trở về âm thanh diệp hiên quanh quẩn trong cả đế cung bất tử thiên điện vạn pháp không nói nên lời vạn linh không tiếng động bất tử thiên chủ nhìn lên tinh không mênh mông đôi mắt sắc bén thâm sâu kia có sự trầm trọng không thể xóa nhòa đi đến tán thiên cung một chuyến tâm tình của hắn càng thêm nặng nề bất kể tu vi của diệp hiên hay là thái độ của thời không cùng cực tình thậm chí Diệp Hiên sáng lập ra đạo thống, đều cho hắn uy hiếp thật lớn. Ta là vạn cổ chí cường. Ta là chủ nhân của vũ chủ. Nhưng bây giờ ta thành bộ dáng gì, lại bị một Diệp Hiên bức bách đến thế. Bất tử thiên chủ thì thầm, trong mắt mang theo âm trầm lạnh lùng không thể xóa được. Mặc kệ bất tử thiên chủ có thừa nhận hay không, Diệp Hiên đích xác đã là cánh chim đầy đặn, thế lực cũng đang dần dần lớn mạnh. Bất tử thiên chủ vô cùng tin tưởng, khi tu vi Diệp Hiên tiến thêm một bước, Diệp Hiên nhất định sẽ giết tới cửa, bất kể là hắn, hay bất tử thiên điện của hắn đều phải chịu đại kiếp nạn chưa từng có. Nếu tịch diệt chi đạo của ta có thể tiến thêm một bước, tất có thể giết chết Diệp Hiên. Bất tử thiên chủ không cam lòng thì thầm. Tu vi của hắn đã dừng lại rất lâu, bước này quá khó bước ra, cũng để cho hắn tìm không được phương hướng thăng cấp. Chỉ là giờ phút này Diệp Hiên cho hắn cảm giác cấp bách, để cho bất tử thiên chủ vô cùng rõ ràng, nếu hắn không có cách nào tiến thêm một bước chỉ sợ tương lai chung quy sẽ chết trong tay diệp hiên là con người không ai muốn chết bất tử thiên chủ cũng như thế hắn càng không muốn chết trong tay diệp hiên càng không cách nào tiếp nhận kết quả chết trong tay diệp hiên vận mệnh bất tử thiên chủ truyền âm xuyên vực một tấm gương hiện ra thân ảnh hư ảnh của vận mệnh chi chủ lóe lên trong gương hai đại vạn cổ trí cường cách không đối diện bất tử Vận Mệnh chi chủ bình tĩnh nói: Bất kỳ cái giá nào, bổn chủ đều phải giết Diệp Hiên. Bất Tử Thiên chủ trầm giọng nói: Thời cơ chưa tới, không cách nào giết hắn. Vận Mệnh đáp lại: Vận Mệnh Trường Hà. Anh mắt bất tử thiên chủ sáng quắc, nói: Mặc cho hắn có thần thông thiên đại, mặc cho hắn có pháp môn tấm kỵ vô thượng, nhưng dưới Vận Mệnh Trường Hà, hắn tất có chết không sống. Đều là chí cường bất tử thiên chủ biết ba đại trường hà khủng bố chỉ cần vận mệnh chi chủ triệu hoán vận mệnh trường hà dịp hiên tuyệt không có lý do may mắn thoát khỏi triệu hoán vận mệnh trường hà cái giá này thật sự quá lớn ngươi để bổn chủ cân nhắc vận mệnh chi chủ yên lặng nửa ngày mới tiến hành hồi phục bất tử thiên chủ ngươi đừng suy nghĩ quá lâu bởi vì thời gian cho chúng ta không nhiều lắm nếu hắn tiến thêm một bước sánh vai với các chí cường chúng đến lúc đó muốn giết hắn sẽ khó hơn lên trời Bất tử thiên chủ lạnh lùng nói. Bất tử thiên chủ nói đến đây hơi dừng lại, âm thanh trầm thấp mà thâm thúy nói. Hơn nữa, ngươi đừng quên, nguyên hội thứ 10 còn 300 triệu năm nữa sẽ chấm dứt, nếu để cho hắn sống đến nguyên hội kế tiếp, hắn sẽ trở thành người đứng đầu nguyên hội thứ 11. Đến lúc đó sẽ có kết quả gì, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Bổn chủ đã biết, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Vận mệnh chi chủ thở dài, từ từ biến mất gương các đứt liên lạc với vận mệnh chi chủ sắc mặt bất tử thiên chủ có chút dữ tợn thì thầm vận mệnh ngươi vẫn còn quá coi thường hắn không trừ người này sớm muộn gì cũng là đại họa tâm phúc của ngươi bất tử thiên chủ không cam lòng nhưng hắn thật sự không có biện pháp khác ngoại trừ vận mệnh chi chủ có thể triệu hoán vận mệnh trường hà giết chết diệp hiên hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác chờ đã hắn chỉ có thể chờ chờ vận mệnh chi chủ cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Ầm ầm. Đột nhiên, đang lúc Bất Tử Thiên Chủ trầm tư, một tiếng đổ kinh thiên động địa truyền đến, càng làm cho cả Bất Tử Thiên Điện đều kinh khủng rung động. To gan. Bất Tử Thiên Chủ bỗng nhiên cả kinh, cảm giác được bên ngoài có người xâm phạm Bất Tử Thiên Điện, càng là một kiếm chém vào trong Bất Tử Thiên Điện. Ầm ầm. Bất Tử Thiên Chủ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài. Chỉ thấy một đạo kiếm ngân dài trăm vạn dặm hiện ra, không biết bao nhiêu lầu các điện vũ hóa thành hài cốt. Tiểu Bối, là ngươi? Bất Tử Thiên chủ Dương mắt nhìn lại, bóng dáng Lý Thái Sơ đập vào mắt, điều này làm cho sắc mặt hắn âm trầm lạnh lùng đáng sợ. Lý Thái Sơ là người của Diệp Hiên, giờ phút này giết đến Bất Tử Thiên Điện, nếu như hắn còn không rõ xảy ra chuyện gì, vậy chí cường như hắn cũng quá mức ngu ngốc. Chỉ là một bất hủ đại viên mãn cũng dám xâm phạm chí cường đạo thống hoàn toàn không để vạn cổ chí cường như hắn vào mắt, làm sao không để bất tử thiên chủ tức giận? Đế chủ nhà ta nói, cách vạn năm lại đến tặng ngươi một phần đại lễ, cáo từ. Lý Thái Sơ lạnh lùng lên tiếng, sau đó không dừng lại, hóa thành một đạo vô thượng kiếm quang đi xa. Ngươi đi đâu? Bị người tán thiên cung khi dễ tới cửa, nếu bất tử thiên chủ không làm gì, vậy chí cường như hắn quả thực chính là một chuyện cười. ầm ầm năm ngón tay bất tử thiên chủ thò ra, giống như muốn bắt bạo tinh không vũ trụ, trực tiếp bắt tới lý thái sơ, muốn bắt hắn vào trong tay. Ừm. bất tử thiên chủ ngạc nhiên, bởi vì hắn dĩ nhiên không cách nào bắt được lý thái sơ, một cổ lực lượng cực mạnh vượt qua mà đến, che chở lý thái sơ bình yên rời khỏi. Diệp Hiên sắc mặt bất tử thiên chủ nhất thời xanh mét, hắn ầm ầm bước ra một bước, cả người đều biến mất ở bất tử thiên điện. Tinh không vô biên chư thiên tinh đấu. Từng ngôi sao ở luân chuyển tỏa sáng, từng tinh hải đang kịch liệt bốc lên, theo bất tử thiên chủ xuất hiện ở phiến tinh không này, phương tinh không này đều đang kinh khủng rung động. Diệp Hiên, ra đây cho bổn chủ. Bất tử thiên chủ gầm lên giận dữ, hắn có thể cảm giác được Diệp Hiên đang ở chỗ này, bởi vì khí tức của Diệp Hiên từng hiện ra ở chỗ này. Bốc bốc. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy bảy bóng người đi ra từ sâu trong tinh không, sau đó vây bất tử thiên chủ ở trung ương là các ngươi khi bất tử thiên chủ thấy rõ khuôn mặt bảy người sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm một đôi con ngươi đều xẹt qua vẻ kinh hãi cảm giác khủng bố khi đối mặt với sinh tử tràn ngập trong lòng bất tử ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu không vẻ mặt diệp hiên đầy bình tĩnh hắn đi dạo về phía bất tử thiên chủ trong mắt không chút gợn sóng giống như đang nói chuyện cùng một lão bằng hữu diệp hiên ngươi còn âm độc tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của ta. Bất tử thiên chủ đè xuống kinh hải trong nội tâm, ánh mắt hắn thâm thúy xẹt qua sáu người ở đây, khi hắn nhìn thấy thôn thiên ma chủ cùng cực tình chi chủ, một tia tự dễ lộ ra ở khóe miệng hắn. Giống nhau thôi, ta chẳng qua làm lại chuyện mà ngươi đã từng đối với ta mà thôi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Thôn thiên, vì sao ngươi giúp hắn hại ta? Đi tới bước này, bất tử thiên chủ cũng không có gì để nói, hắn biết mình lâm vào trong sát cục của Diệp Hiên. Nhưng hắn nghĩ không rõ, rõ ràng thông thiên ma chủ cùng Diệp Hiên là địch không phải bạn, hôm nay vì sao lại giúp đối phương đối phó hắn. Bất tử, nghe nói qua một câu, thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn, càng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thông thiên ma chủ thản nhiên nói. Bổn chủ hiểu rồi. Bất tử thiên chủ chậm rãi gật đầu, một câu nói này của thông thiên ma chủ cũng đã có thể giải thích hết thảy. Diệp hiên, người hào tâm tổn trí dẫn ta tới nơi này, người cảm thấy nhất định có thể giết ta. Bất tử thiên chủ lạnh lùng nói. Giết không được sao? Dịp hiên bình tĩnh hỏi ngược lại. Không nói nên lời. Bất tử thiên chủ im lặng. Thân là vạn cổ trí cường, thân là thành đạo giả của nguyên hội thứ tư. Bất tử thiên chủ vô cùng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Hai đại chí cường, một dịp hiên, còn hai nửa bức trí cường còn có hai tiểu bối bất hủ đại viên mãn. Bảy đại cao thủ, muốn giết bất tử thiên chủ như hắn, cái này đích xác đã đủ. Diệp Hiên, ta đã từng nói qua, người ta hai người rất giống nhau, tuy nhiên luận về thủ đoạn âm độc, bổn chủ thừa nhận đích xác không bằng ngươi. Đối mặt với loại tử cục này, bất tử thiên chủ ngược lại trầm tĩnh. Bất tử, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không đủ tàn nhẫn, nếu năm đó đủ tàn nhẫn, có thể buông xuống mặt chí cường lấy lớn hiếp nhỏ, có lẽ sẽ không có cục diện hôm nay. Vì cỏ không tận gốc, gió xuân thổi qua lại sinh sôi, ngươi không phải không hiểu đạo lý này, đáng tiếc ngươi không còn cơ hội nữa. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Ha ha ha. Bất tử thiên chủ cất tiếng cười to, bởi vì Diệp Hiên dạy cho hắn một bài học, mà cái giá phải trả cho bài học này rất có thể chính là mạng của hắn. Tranh. Kinh thiên động địa, sát phạt tinh không, bất tử thiên chủ không còn nói lời nhảm nhí, bất tử thiên đao cắt phá tinh không vũ trụ, lực lượng tịch diệt khủng bố đồng thời phát ra. Bổn chủ chỉ hận vận mệnh hắn thiếu quyết định, nếu hắn sớm quyết định, bổn chủ há có tử kiếp hôm nay. Xoẹt! Bất tử thiên chủ cầm đao chỉ Diệp Hiên, khuôn mặt dữ tợn mà điên cuồng. Diệp Hiên, hôm nay bản chủ cho dù liều mạng ngọc thạch câu phần, cũng tất sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ai? Diệp Hiên thở dài. Bất tử, dùng cách này giết ngươi, đây thật sự không phải kết quả ta muốn. Giết hắn. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Hiên lạnh lùng, vạn cổ sát khí tràn ngập ra, nắm tru thiên kích trong tay, sau đó ầm ầm giết tới bất tử thiên chủ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, sáu đại cao thủ cùng nhau ra tay. Phương tinh không vũ trụ này đều kinh khủng nổ tung, lực lượng sát phạt vạn cổ cuốn tới bất tử thiên. Giết. Diệp Hiên lao tới, một chiêu tán thiên luân hồi kinh thiên động địa trấn cực tình chi chủ múa ngọc thủ thi triển pháp môn chí cường trấn áp đi chết đi thông thiên ma chủ giữ tận cuồng tiếu thông thiên ma quan khủng bố bao phủ tinh không giết hai đại nửa bước chí cường hai đại bất hủ đại viên mãn bốn người hợp lực ra tay cũng thể hiện ra uy năng khủng bố bất tử như thiên tịch diệt vạn pháp đối mặt với thất đại cao thủ tập kích bất tử thiên chủ phát cuồng trong tuyệt cảnh Tinh khí thần của hắn tăng lên cực đỉnh, trực tiếp chém ra một đao chí cường về phía bảy đại cao thủ. Ầm ầm. Bầu trời đầy sao nổ tung, vạn vật không còn. Một đao này của Bất Tử Thiên Chủ cũng không có phát huy tác dụng gì, thất đại cao thủ liên thủ vây công, cả người hắn đều bị đánh bay ra. Hoa. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Bất Tử Thiên Chủ, thân thể của hắn đều hóa thành huyết nhân, từng miệng vết thương đáng sợ tùy ý có thể thấy được quá mạnh cường đại đến mức không giải quyết được đối mặt với bảy đại cao thủ vây công bất tử thiên chủ gặp phải đại kiếp nạn vạn cổ chưa có ngay cả lực phản kích tối thiểu cũng không thể có phải biết rằng một thôn thiên ma chủ cũng không ở dưới hắn mà diệp hiên và cực tình hai người còn có tứ đại cao thủ khác bất tử thiên chủ làm sao có thể ngăn cản được bất tử tái sinh pháp ông bất tử thiên chủ đang nghe truyện trên tv audio cv tức giận trống to thân thể tàn phá của hắn đang kinh khủng phát sáng, không ngừng chữa trị thương thế trên người. Bất tử, vô dụng thôi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta đưa ngươi lên đường. ầm ầm. Diệp Hiên vô tình xuất kích, hắn kích xuyên qua thiên địa tinh không, vần sáng tán thiên luân hồi chi quan kia tán diệt vạn vật, trực tiếp rót vào lồng ngực bất tử thiên chủ. Phanh. Thông thiên ma chủ cũng tàn nhẫn ra tay, một chưởng đánh lên đầu bất tử thiên chủ. Phanh. Cực tình lực hóa thành vô tận giải lộ trực tiếp trấn áp bất tử thiên chủ giữa tinh không Kết hai đại nửa bước chí cường liên thủ mỗi người thi triển pháp môn trấn áp gia trì trên người bất tử thiên chủ giết kiếm thứ năm của lý thái sơ đang được xuất ra quân vô song thì đánh ra tử cực thiên lực Hoa bất tử thiên chủ không ngừng phun máu chí cường chi thân lần thứ hai biến thành ngàn vết loét trăm cái lỗ thất khiếu của hắn đều đang chảy máu tịch diệt lực quanh thân đều hư ảo không thôi. Chết! Diệp Hiên vô tình quát to, hắn cầm kích lao tới bất tử thiên chủ, vạn cổ hàng mang kinh khủng lóe lên, theo hắn chém xuống, dĩ nhiên chặt ngang người bất tử thiên chủ. Máu! Máu! Máu tươi đẹp đẽ, Máu của chí cường rơi xuống tinh không, vạn cổ bi thương không nói nên lời sinh sôi nảy nở, bất tử thiên chủ hóa thành hai đoạn thi thể, nhưng cũng không có tử vong chân chính. Ngưng! ầm ầm hai đoạn thân thể của bất tử thiên chủ đang phát sáng nhanh chóng dính chặt cùng một chỗ thân thể của hắn lần thứ hai hồi phục cả người đều hóa thành một đạo hắc mang xé rách tinh không muốn thoát khỏi trận sát cục vạn cổ chưa từng có này ngươi chạy đi đâu ầm ầm vạn cổ tinh thần phong thiên khốn địa từng đạo tinh văn dâng lên ở tám phương tinh không trực tiếp chặn đường bất tử thiên chủ đây là thủ đoạn của hỗn độn tinh sư diệp hiên sớm dự liệu được tình huống này hắn làm sao có thể cho bất tử thiên chủ cơ hội chạy trốn. Diệp Hiên Bất tử thiên chủ đã đi tới tuyệt lộ, hắn oán độc phẫn hận nhìn chầm chầm Diệp Hiên, cho dù hắn là trí cường, nhưng đối mặt với thất đại cao thủ vây công, hắn cũng không có biện pháp gì. ầm ầm Diệp Hiên mang theo sáu đại cao thủ lao đến, lần thứ hai bức bất tử thiên chủ vào tuyệt cảnh, mặc cho hắn có bản lĩnh thiên đại, hôm nay cũng không cách nào thoát khỏi nơi này. Vạn cổ chu du, Chí cường vi tôn, đáng tiếc chí cường cũng không phải không chết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ha ha ha. Thất khiếu bất tử thiên chủ chảy máu, khóe miệng không ngừng tràn ra bọt máu, trong mắt hắn tràn ngập quán độc cùng tuyệt vọng. Hắn biết hôm nay mình không có đường sống, trừ phi tam đại chí cường xuất hiện cứu hắn, nếu không hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất tử, thật ra ta vẫn luôn có nguyện vọng, đó là đường đường chính chính đánh bại ngươi, tự tay xóa bỏ ngươi, đáng tiếc nguyện vọng này không thể thực hiện được." Diệp Hiên trầm giọng nói. "Diệp Hiên, ngươi còn chưa thắng, hôm nay cho dù ta chết, cũng phải kéo các ngươi chung cùng." Bỗng nhiên, Bất Tử Thiên Chủ Thê Lương trống to, thân thể của hắn đột nhiên trướng lớn, một cỗ lực lượng khủng bố không cách nào tưởng tượng tràn ngập ra làm cho phương tinh không vũ trụ này đều ở dưới bóng tối. "Mau lui, hắn muốn tự bạo." thông thiên ma chủ sợ hãi, cất tiếng nhắc nhở đám người Diệp Hiên. Mấy người khác nghe vậy vội vàng lùi lại, nhao nhao xuất ra lực lượng mạnh nhất của bản thân, phải biết rằng vạn cổ chí cường tự bạo, thật sự có thể để cho bọn họ chung cùng, tự bạo sinh ra lực lượng, quả thực đáng sợ không thôi. Diệp Hiên, bản chủ hôm nay phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Bất tử thiên chủ oán độc trống giận, thân thể của hắn đang phình to như khinh khí cầu, từng đạo tịch diệt lực nổ diệt tinh không đang nở rộ, khủng bố hơn bao giờ hết. Ngươi không có cơ hội. Diệp Hiên giữ tận trống giận, hắn sớm đã tính toán hết thảy, tự nhiên sẽ đoán trước bất tử thiên chủ bị bước vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ lựa chọn con đường tự bạo. Kết. Diệp Hiên hai tay kết ấn, cả người đều đang nhanh chóng lùi lại, tinh văn đầy trời buông xuống, trực tiếp vây bất tử thiên chủ ở bên trong. Ông. Sáu người khác không dám chậm trễ, đồng thời đánh ra từng đạo pháp ấn gia trì trên người Diệp Hiên, bảy đại cao thủ hợp lực trấn áp bất tử thiên chủ ở sâu trong tinh không không có khả năng để cho bất tử thiên chủ kéo bọn họ cùng tán ta hận bất tử thiên chủ oán độc trống giận nếu hắn ngay cả tự bạo cũng không thể giết chết diệp hiên điều này quả thực làm cho hắn chết không nhắm mắt nội tâm càng hiện ra vô tận không cam lòng nhưng không cam lòng thì như thế nào hắn thật sự đã đi đến đường cùng ầm ầm cuối cùng theo một tiếng nổ lớn đổ tung tinh không vũ trụ truyền đến, cả người bất tử thiên chủ đều bạo nát, tự bạo sinh ra lực lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, càng phá vỡ kết giới do bảy đại cao thủ bố trí. ầm ầm, Tinh không tán diệt, vũ trụ trầm luân, dưới sự tự bạo của bất tử thiên chủ, bảy đại cao thủ điên cùng lùi bước, nhưng vẫn bị dư uy tự bạo ảnh hưởng. Phốc phốc. Trong miệng Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi từ, cho dù cực tình chi chủ cùng thôn thiên ma chủ cũng không có may mắn thoát khỏi chỉ bởi vì chí cường tự bạo tạo ra uy năng quá mức đáng sợ cũng may có ba người ở phía trước ngăn cản cũng làm cho đám người cái thiên nguyên phía sau tránh bị ảnh hưởng nếu không chỉ là dư ba chí cường tự bạo đều có thể lấy đi tính mạng của bốn người hắn ta chết chưa thật lâu sau khi năng lượng khủng bố tự bạo tản đi cực tình chi chủ kinh nghi lên tiếng tất phải chết không thể nghi ngờ thông thiên ma chủ lạnh lùng nói. Đều là chí cường, lựa chọn tự bạo chính là hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng sống sót, thông thiên ma chủ dám cực kỳ khẳng định. Xoẹt. Tại thời điểm hai đại trí cường nghị luận, Diệp Hiên bước ra một bước biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã đi tới nơi bất tử thiên chủ tự bạo. ầm ầm Vòng xoáy hắc ám, vô cùng vô tận, năng lượng kinh khủng đang phát tiết ra vẫn như cũ đang bồi hồi, tịch diệt lực còn sót lại càng tàn phá bừa bãi phiến tinh không này hắn ta chết chưa sáu đại cao thủ trong nháy mắt lao đến cực tình chi chủ mở miệng hỏi càng cảm thụ khí tức của bất tử thiên chủ hồn phi phách tán diệp hiên tĩnh tâm cảm ngộ thật lâu cuối cùng mở miệng phun ra bốn chữ bởi vì dưới cảm giác của hắn bất tử thiên chủ đích xác không còn vừa rồi tự bạo đã lấy tính mạng của hắn chỉ là trên mặt diệp hiên cũng không có bất kỳ hưng phấn nào lông mày ngược lại hơi nhíu lại cùng một chỗ. Hỗn độn thiên tâm của hắn đâu? Diệp Hiên nghi hoặc thì thầm. Ngay cả khi bất tử thiên chủ tự bạo bỏ mình, nhưng hỗn độn thiên tâm dung hợp trong cơ thể hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng theo bất tử thiên chủ tự bạo tiêu tán? Trong lòng Diệp Hiên có nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía hai đại chí cường, dù sao thân là chí cường, bọn họ hẳn là có thể cho hắn một đáp án hợp lý. Chưa bao giờ có chuyện chí cường tự bạo xảy ra, hỗn độn thiên tâm có lẽ cũng tiêu tán trong tự bạo của hắn. Thực tình chi chủ không dám khẳng định nói. Hỗn độn thiên tâm là một loại biểu hiện ý chí vũ trụ, càng là một loại lực lượng quy tắc vô thường. Tuy bất tử thiên chủ tự bạo bỏ mình, đích xác có khả năng làm cho hỗn độn thiên tâm theo hắn tiêu tán không thấy. Thông thiên ma chủ nói. Nghe được đáp án hai đại chí cường đưa ra, lông mày Diệp Hiên vẫn chưa có bất kỳ thư giãn nào, ngược lại nhíu càng sâu nếu hỗn độn thiên tâm biến mất theo hắn tự bạo đây chẳng phải là đại biểu hỗn độn thập nhị nguyên hội sẽ thiếu khuyết người thành đạo của nguyên hội thứ tư diệp hiên trầm giọng nói cái này hai đại chí cường cũng ngẩn ra hiển nhiên lời diệp hiên nói rất có đạo lý tuy nhiên người đều đã chết giờ phút này rối rắm loại chuyện hư vô mờ ảo này chẳng phải là suy nghĩ lung tung diệp hiên ngươi có thể yên tâm bất tử hắn tự bạo mà chết tuyệt đối không có khả năng sống sót ngươi cũng thấy được năng lượng tự bạo vừa rồi, chí cường tự bạo tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Thông thiên ma chủ nói, thật sự là như vậy sao? Dôi mắt Diệp Hiên thâm sâu, cũng không hài lòng đối với đáp án này. Bởi vì Diệp Hiên đã trải qua quá nhiều tử vong, càng sống lại mấy lần từ trong tuyệt cảnh tất tử, cho nên đối với bất tử thiên chủ, Diệp Hiên cũng không dám có may mắn trong lòng. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất chính là Diệp Hiên cũng từng tu luyện bất tử tiên kinh, càng lĩnh ngộ ra tịch diệt lực. Cái gọi là tịch diệt là kết thúc của tất cả mọi thứ, nhưng cũng đại diện cho cái chết. Diệp Hiên vẫn tương đối hiểu rõ về tịch diệt chi đạo, tuy rằng bất tử thiên chủ tự bạo mà chết, nhưng Diệp Hiên lo lắng bất tử thiên chủ còn có lá bài tẩy có thể chết mà sống lại. Đương nhiên, đây chỉ chỉ là lo lắng của Diệp Hiên, dù sao loại xác suất này cực thấp, bởi vì bất tử thiên chủ cũng không có phương pháp cấm kỵ chết mà sống lại. Tuy nhiên, dùng thuyền cẩn thận thì chạy đến vạn năm, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không cho bất tử thiên chủ bất kỳ cơ hội nào. Chờ đã. Dưới ý chí của Diệp Hiên, hắn ngồi xếp bằng trong tin không chờ đợi phương tinh không này có xảy ra biến hóa hay không. Nếu như bất tử thiên chủ thật sự có lá bài tẩy có thể sống lại, vậy hắn nhất định sẽ ở đây đoàn tụ thân thể. Diệp cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi qua lại sinh. Diệp Hiên hiểu rõ đạo lý này, hắn tuyệt đối sẽ không cho bất tử bất kỳ cơ hội nào đây chính là điểm không giống giữa hắn và bất tử thiên chủ không có biện pháp dịp hiên ở đây chờ sáu người khác cũng chỉ có thể làm bạn dù sao lúc này liên thủ giết chết chí cường có thể nói là chuyện lớn kinh thiên động địa nếu bất tử thiên chủ thật sự có thể sống lại vậy tương lai nhất định sẽ tìm bọn họ thanh lý đây cũng không phải chuyện sáu người muốn nhìn thấy chờ đợi là nhàm chán thời gian từng chút từng chút trôi qua tuy nhiên diệp hiên cũng không có nhìn thấy bất tử thiên chủ sống lại ngược lại chờ đến tam đại chí cường đến ầm ầm tam đại chí cường liên tục đến càng truyền đến một tiếng thở dài của hỗn độn chi chủ bất tử thiên chủ tự bạo sinh ra ba động khủng bố dĩ nhiên đã làm cho tam đại chí cường hiểu hết thảy thông thiên cực tình lá gan của hai người các ngươi thật lớn dám liên hợp diệp hiên sát hại bất tử sắc mặt vận mệnh chi chủ đầy lạnh lùng cất tiếng quát lớn hai đại trí cường, chỉ là một đôi mắt vận mệnh vô tình vẫn rơi vào trên người Diệp Hiên. Giờ phút này, vận mệnh chi chủ vạn phần hối hận, vì sao hắn sớm đã không đồng ý với bất tử, hiện tại ngược lại làm cho Diệp Hiên làm khó dễ, để bất tử thiên chủ gặp phải tử kiếp. Nhưng hối hận cũng vô dụng, giờ phút này bất tử thiên chủ đã tự bạo mà chết, mặc cho hắn có bản lĩnh thiên đại, cũng không cách nào cứu bất tử thiên chủ sống lại. Ngươi tính là cái gì, dám quát lớn bổn chủ sắc mặt thôn thiên ma chủ lạnh lẽo, đều là chí cường, hắn cũng không e ngại vận mệnh. Thôn thiên, ngươi nghĩ bản chủ trấn áp không được ngươi. Sắc mặt vận mệnh chi chủ băng hàng vô tình, vận mệnh lực khủng bố lượng lờ. Nếu ngươi muốn chiến đấu, bổn chủ sẽ bồi ngươi đánh một trận. ầm ầm. Thôn thiên ma chủ làm việc bá đạo đã quen, hắn làm sao có thể cúi đầu trước mặt vận mệnh chi chủ. Vận mệnh quên đi. Hỗn độn chi chủ nhíu mày, trực tiếp gọi vận mệnh chi chủ lại, điều này cũng làm cho vận mệnh chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Thông Thiên Ma chủ và Diệp Hiên, sau đó không nói gì nữa. Hừ. Thông Thiên Ma chủ hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó tản đi uy thế chí cường của bản thân. Thật ra, Thông Thiên Ma chủ cũng làm bộ, căn bản không có ý định đánh nhau cùng vận mệnh chi chủ. Phải biết rằng vận mệnh chi chủ cũng không phải bất tử thiên chủ, đây chính là đệ nhị chí cường vạn cổ càng có thể thúc giục vận mệnh trường hà. Nếu vận mệnh chi chủ thật sự hạ quyết tâm, ngoại trừ thời không cùng hỗn độn, bất kỳ chí cường nào cũng sẽ bị trấn áp, mà đây chính là điểm khủng bố của vận mệnh trường hà. Diệp đạo hữu, ân oán giữa ngươi và bất tử đã chấm dứt, bổn chủ hy vọng ngươi sau này có thể thu liễm bản thân, chớ có giết chóc nữa, nếu không bổn chủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Đe dọa Đe dọa trần trụi Giờ khắc này, sắc mặt hỗn độn chi chủ nghiêm trang mà trang nghiêm, hiển nhiên hành vi của Diệp Hiên thật sự đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Thân là hỗn độn chi chủ, lấy hỗn độn làm tên, đại biểu chính là ý chí của hỗn độn vũ trụ. Bất tử thiên chủ thân là người thành đạo của nguyên hội thứ tư, còn có ý chí hỗn độn gia trì, nhưng lại chết trong tay Diệp Hiên, điều này dĩ nhiên xúc phạm kiên kỵ của hắn. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên Diệp Hiên làm như vậy, năm đó cực ma chi chủ cũng chết trong tay diệp hiên đây chính là tính mạng của hai đại chí cường bởi vì cái gọi là một lần hai lần không thể lại ba lại bốn nếu diệp hiên tiếp tục không kiên nể gì hắn thân là hỗn độn đệ nhất chí cường thật sự sẽ ra tay trấn áp diệp hiên bởi vì hỗn độn chi chủ có thực lực này bất kể tu vi bản thân hắn hay là hỗn độn trường hà diệp hiên không có khả năng là đối thủ của hắn lại nói một câu thẳng thắn cho dù hôm nay hỗn độn chi chủ bị vào bảy vị cao thủ vây công, hắn tuyệt đối sẽ không tự bạo ngã xuống giống như bất tử thiên chủ, ngược lại có thể một lực trấn áp bảy người này. Bởi vì hắn có hỗn độn trường hà gia trì, mặc cho ngươi có bản lĩnh thiên đại, ở trước mặt hỗn độn trường hà, chung quy cũng chỉ là con kiến hôi. Đối mặt với sự uy hiếp của hỗn độn chi chủ, Diệp Hiên lựa chọn không nhìn, càng không có mở miệng tranh luận cái gì với hắn. Bởi vì nói nhiều lời cũng không có bất kỳ tác dụng gì chỉ có thực lực nghiền ép hết thảy mới là vốn liếng lớn nhất tự giải quyết cho tốt hỗn độn chi chủ nhìn thoáng qua diệp hiên thật sâu sau đó hóa thành một chùm ánh sáng hỗn độn đi xa ánh mắt vận mệnh chi chủ thâm thúy sau đó cũng rời khỏi chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra vận mệnh chi chủ có địch ý cực lớn đối với diệp hiên tương lai làm việc phải cẩn thận một chút hai đại chí cường đã bất mãn với ngươi trước khi thời không chi chủ đi âm thầm truyền âm với diệp hiên hắn cũng không muốn nhìn thấy diệp hiên đối địch với hai đại chí cường bởi vì điều này sẽ mang đến kiếp nạn cực lớn cho diệp hiên tam đại chí cường tới nhanh đi cũng nhanh người cực tình chi chủ thở vào nhẹ nhõm ánh mắt diệp hiên thâm sâu đối với sự xuất hiện của tam đại chí cường cũng nằm trong dự liệu của hắn tuy nhiên hoàn hảo trước khi tam đại chí cường đến hắn đã liên hợp sáu đại cao thủ giết bất tử nếu không nếu để cho tam đại chí cường cứu bất tử thiên chủ sát cục hắn thiết kế sẽ thất bại trong gan tất tại thời điểm này diệp hiên ngưng mắt nhìn phiến tinh không nổ tung xung quanh tịch diệt lực đã biến mất không còn rốt cuộc không cảm thụ được nửa điểm ba động diệp hiên bất tử đã chết tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào thông thiên ma chủ trầm giọng nói cho ngươi diệp hiên tiện tay đánh ra kiếp tiên thuật thông thiên ma chủ tiếp nhận trong tay sắc mặt hắn vui vẻ, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng đã phiêu nhiên đi xa. Hắn và Diệp Hiên chỉ là làm một giao dịch, hiện tại giao dịch hoàn thành, hắn tự nhiên phải trở về tham tu kiếp tiên thuật hoàn chỉnh trong tay, để cho tu vi bản thân càng tiến thêm một bước. Lý Thái Sơ, quân vô song. Đôi mắt Diệp Hiên thâm sâu nói. Đế chủ. Hai người không người bái lại. Bất tử thiên chủ đã ngã xuống, hai người các ngươi tự mình đi tới bất tử thiên điện, chém giết toàn bộ người của bất tử thiên điện. Nhớ kỹ, một người không lưu. Sắc mặt Diệp Hiên tàn khốc nói. Tuân pháp chỉ của đế chủ. Hai người âm thầm hít một hơi khí lạng, không ngờ Diệp Hiên lại tàn nhẫn như vậy, giết bất tử thiên chủ còn chưa tính, còn tiêu diệt đạo thống của đối phương. Lý Thái Sơ cùng quân vô song lĩnh mệnh mà đi, đi thẳng đến bất tử thiên điện bắt đầu chuyện đồ tông diệt nhà, cái thiên nguyên và tinh không thú vương cũng cáo từ diệp hiên chấp tay thi lễ với hai người biểu đạt cảm tạ hai đại nửa bước chí cường rời khỏi tiên sinh chúng ta đi thôi cực tình chi chủ ôn nhu nói kinh mi ngươi đi về trước đi diệp hiên trầm giọng nói tiên sinh ngươi cực tình chi chủ vốn định nói chút lời an ủi diệp hiên nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của diệp hiên nuốt những lời này trở về hiển nhiên diệp hiên vẫn lo lắng về bất tử thiên chủ hắn còn muốn ở chỗ này chờ một chút, cho đến khi thật sự xác nhận bất tử thiên chủ đã ngã xuống. Rốt cục, cực tình chi chủ cũng rời khỏi phiến tinh không này. Tinh không tan vỡ, pháp tắc không tồn tại. Diệp Hiên chấp tay mà đứng, hắn đang nhìn nơi bất tử ngã xuống, cẩn thận đi cảm ứng khí tức của bất tử thiên chủ. Tuy nhiên, Diệp Hiên cái gì cũng không cảm ứng được, bởi vì nơi này không hề có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào xuất hiện, giống như bất tử thiên chủ thật sự đã hình thần câu diệt mà chết. Thật sự đã chết sao? Diệp Hiên thì thầm. Thời gian vội vã, trăm vạn năm thoáng qua, Diệp Hiên cũng chờ trăm vạn năm, thậm chí phiến tinh không vỡ vụn này đều đã khôi phục như cũ, nhưng hắn vẫn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Hiên vẫn rời khỏi, có lẽ hắn quá nghi ngờ, chí cường tự bạo làm sao có thể chết mà sống lại. Chỉ là Diệp Hiên cũng không biết, ở một chỗ thần bí trong tử vong tuyệt địa, trong một tù giam hắc ám, một điểm chân linh màu đen đang oán độc trống giận. Bóng tối vô biên, tử vong tuyệt địa. Đôi mắt tử vong lại xuất hiện, đôi mắt này có vẻ khủng bố vạn cổ, đang hơi chăm chú nhìn hắc ám chân linh trong tù lao đen tối. Bởi vì chân linh màu đen này đang ảm đạm, không bao lâu nữa sẽ triệt để tiêu tán. Ngươi cam tâm sao? Một đạo âm thanh tử vong vạn cổ vang lên, càng tràn ngập đại khủng bố không thể nói thành lời, cũng làm cho một chút chân linh bị nhốt trong lao tù màu đen sợ hãi rung động. Có lẽ là không cam lòng trước khi cuối cùng tiêu tán, cũng có lẽ là chấp niệm thù hận, điểm chân linh này phát ra rống giận oán độc vạn cổ, cũng khắc chế sợ hãi đối với đôi mắt tử vong. Diệp Hiên ngươi tên tạp chủng này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ông Một phù văn màu đen lặng yên xuất hiện ở giữa lao tù hắc ám, trực tiếp dung nhập vào trong chân linh, cũng làm cho trạng thái tán loạn của nó dừng lại, chân chính tiêu tán ở trong lao tù. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, từ sinh ra đến khi chết đi, vạn pháp tịch diệt. Ngươi vốn tu luyện pháp môn tịch diệt, đây cũng là pháp môn về tử vong, nếu ngươi có thể hồi phục ở trong tử vong, tự nhiên sẽ trở về hỗn độn, càng có thể thoát khỏi trí cường ràng buộc, hóa thân thành cấm kỵ. Một đạo âm thanh không hề có tình cảm truyền đến, càng làm cho chân linh này sợ hãi run rẩy, nhưng chấp niệm cùng thù hận đối với Diệp Hiên lại làm cho điểm chân linh này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Chân linh màu đen hoảng sợ chất vấn, hắn chính là Bất Tử Thiên Chủ tự bạo mà chết. Chỉ là, hắn thân là vạn cổ chí cường, chưa bao giờ nghe nói từng có nhân vật khủng bố như vậy, cho dù nhân vật tấm kỵ, chỉ sợ cũng không đáng nhắc tới ở trước mặt người này. Vạn cổ luân hồi, tử vong quy túc, nơi này là tử vong luyện ngục. Ngươi có thể gọi ta là Ngục. Âm thanh không hề có tình cảm lần thứ hai truyền đến, đôi mắt tử vong kia từ từ tiêu tán, không có bất kỳ ba động nào truyền đến nữa. Ngục. Chân linh màu đen của Bất Tử Thiên Chủ cực hạn run rẩy, chỉ một chữ này đã làm cho hắn kinh hãi đến cực hạn, một chút chân linh đều thiếu chút nữa tán loạn. Đa Tạ Ân tái tạo của Tiền Bối. Bất Tử Thiên Chủ run rẩy lên tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào giống như sinh linh tên ngục này không hàm chứa bất kỳ tình cảm gì cả thế gian xôn xao sinh linh kinh dị tán thiên đế chủ diệp hiên đánh chết bất tử thiên chủ tại hỗn độn tinh không càng là nhất cử tiêu diệt bất tử thiên điện tin tức này dùng tốc độ cực nhanh truyền bá hỗn độn ngũ vực làm người nghe kinh tâm động dung tạo thành oanh động thật lớn cho hỗn độn đại thế giới cũng bởi vì trận chiến này bốn chữ tán thiên đế chủ truyền khắp ngũ vực thanh thế tán thiên cung cũng nước lên thì thuyền lên, không biết bao nhiêu đại năng giả đến đây, hy vọng có thể được thu vào trong tán thiên cung. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế tán thiên cung đạt tới đỉnh điểm, đã mơ hồ áp chế danh tiếng vạn linh thiên điện. Tên tán thiên đế chủ càng vang vọng hỗn độn hoàng vũ, mơ hồ ngang hàng cùng vạn linh chi chủ, vị chấp trưởng giả của nguyên hội thứ 10 này. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Tán thiên cung cuộc khởi, là một loại trùng kích đối với địa vị bá chủ của vạn linh thiên điện cũng may dưới sự khống chế của vạn linh chi chủ cùng diệp hiên hai phương đạo thống cũng không có xảy ra mâu thuẫn quá lớn tuy nhiên theo một chuyện xảy ra triệt để châm ngòi cho hai đạo thống một hồi đại chiến cũng theo đó xảy ra một chuyện rất đơn giản trưởng lão vạn linh thiên điện phát hiện một gốc thiên địa linh vật vừa hay có tu sĩ tán thiên cung nghe tin chạy tới càng là đánh nhau đối với trưởng lão vạn linh thiên điện này đoạt lấy gốc thiên địa linh vật này từ trong tay hắn. Loại chuyện đoạt bảo này lúc nào cũng xảy ra ở trong hỗn độn đại thế giới, căn bản không tính chuyện gì kỳ lạ. Chỉ là tu sĩ của tán thiên cung này này ra tay tàn nhẫn, thế mà đánh vị trưởng lão này của vạn linh thiên điện hồn phi phách tán mà chết. Chuyện nhất thời trở nên nghiêm trọng, vốn là hai đạo thống lúc nào cũng có ma sát, hiện tại người của tán thiên cung giết trưởng lão của vạn linh thiên điện, nhất thời làm cho chuyện này bị phóng đại vô hạn vừa mới bắt đầu hai bên chỉ tập hợp một ít nhân mã khai chiến theo tử thương bắt đầu xuất hiện chuyện này càng náo loạn càng lớn cuối cùng ngay cả vị bất hủ đại viên mãn như lý thái sơ cũng bị liên lụy vào mà vạn linh thiên điện lại có một vị nửa bức chí cường đến lý thái sơ tuy rằng đi ra pháp cùng đạo của mình nhưng đối mặt với vị nửa bức chí cường này hắn còn không phải đối thủ cuối cùng lý thái sơ trọng thương bỏ chạy nửa bức chí cường của vạn linh thiên điện cũng không dễ chịu chỉ vì lục diệt sát sinh kiếm ý của Lý Thái Sơ quá mức đáng sợ, cũng làm cho hắn gặp phải đại kiếp nạn không thể tưởng tượng nổi. Vạn Linh Thiên Điện Bóng dáng hắc ám cơ hồ chật ních cả tòa thiên cung. Người ở đây đều là nhân vật trưởng lão của Vạn Linh Thiên Điện. Tu vi kém nhất đều là bất hủ sơ kỳ. Trên mặt mỗi người bọn họ đều tức giận không thôi, số lượng lớn tiếng nghị luận càng truyền ra từ trong miệng bọn họ. Tán thiên cung quả thực kinh người quá đáng cuồng vọng, quả thực cuồng vọng không thôi. Bọn họ dám không nhìn vạn linh thiên điện ta, tùy ý đánh chết đệ tử chúng ta, nếu không báo thù này, sinh linh hỗn độn ngũ vực sẽ thấy vạn linh thiên điện ta thế nào? Vạn linh thiên điện ta chấp trưởng nguyên hội thứ 10, chúng sinh thần phục, vạn linh cộng tôn, tán thiên cung tính là cái gì? Thiên chủ, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Tiếng quát tức giận, tiếng gầm giận dữ, còn có từng đợt âm thanh ủy khuất, Giờ phút này tất cả đều truyền đến từ khắp thiên cung, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về một hướng, mà người này chính là trụ cột kình thiên trong lòng bọn họ. Vạn Linh chi chủ. Bạch Y Như Tuyết, vẻ mặt đạm mạc, mái tóc đen nhánh buông xuống hai vai, lúc một đôi con ngươi mở ra, tựa như chư thiên tinh đấu đều lưu chuyển trong đó. Tỉnh. Vạn Linh chi chủ chỉ phun ra một chữ, cả tòa thiên cung nhất thời an tĩnh lại, âm thanh vốn ồn ào cũng biến mất uy năng của vạn cổ chí cường không thể nghi ngờ. Bản chủ đã biết chuyện đã trải qua, về chuyện này, bổn chủ sẽ tự mình đi nói chuyện với tán thiên đế chủ, các ngươi đều lui ra đi. Vạn linh thiên chủ lạnh nhạt nói. Cẩn tuân pháp chỉ của thiên chủ. Chúng trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, nhao nhao không người bái một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi thiên cung. Vạn vật tịch mịch, trời đất im lặng. Vạn linh chi chủ chấp tay mà đứng, Đôi mắt hắn thâm sâu mà bình tĩnh, một đôi mắt tựa như xuyên thấu qua bầu trời vạn cổ, cách không xa xa nhìn cửu thập cửu trọng thiên của tán thiên cung. Diệp Hiên, ngày hôm nay ta đã đợi thật lâu, ngươi đã sẵn sàng chưa? Vạn Linh chi chủ thì thầm. Ông. Vạn Linh thần quang, hư không gợn sóng, chân Vạn Linh chi chủ hơi động, bước ra một bước đã biến mất ở giữa Vạn Linh thiên cung. Tán thiên đế cung. Diệp Hiên một thân hắc y, Ba ngàn sợi tóc đen buông xuống sau đầu, khuôn mặt tuấn tú tựa như thư sinh nho nhã, chỉ là một đôi con ngươi mở ra làm cho người ta có một loại cảm giác vạn cổ tan thương. Hắn dĩ nhiên không còn là thiếu niên, mà là một đại tu sĩ sống gần một nguyên hội, đủ để sánh vai cùng chí cường. Đế chủ Sắc mặt Lý Thái Sơ trắng bệt, tu sĩ xung quanh càng là vẻ mặt tức giận, nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, hoàng bàn tử vội vàng nháy mắt với mọi người, ý bảo bọn họ không cần nói nhiều người hiểu rõ nhất là hoàng bàn tử bởi vì hắn phát hiện đôi mắt diệp hiên thâm thúy nhìn về phương xa hiển nhiên sẽ có đại sự xảy ra vạn linh thiên chủ đã đến các ngươi lui ra đi diệp hiên bình tĩnh nói a à, mọi người nghe vậy sắc mặt cả kinh còn không đợi bọn họ lấy lại tinh thần lại cửu thập cửu trọng tán thiên cung đều khẽ rung động một cổ bi thế chí cường có rơi xuống ông hư không mở ra thần quan từng đạo vạn linh chi chủ chậm rãi đi ra vẻ mặt hắn lạnh nhạt không gợn sóng chỉ có một đạo vạn linh thần quang vờn quanh ở trên người hắn chí cường tập kích tất cả đều kinh hãi đám người hoàng bàn tử hoảng sợ biến sắc tất cả đều như lâm đại địch mơ hồ vây vạn linh chi chủ ở trung ương dù sao thì đây cũng không phải là cá thối tôm thối mà là một vị trí cường vạn cổ chân chính người tới là khách các ngươi làm cái gì vậy diệp hiên nhíu mày nói đều lui ra đi Vâng, đế chủ. Mọi người vội vàng rời khỏi đế cung, nhưng sau khi bọn họ ra khỏi đế cung liền nhanh chóng triệu tập tất cả tu sĩ bất hủ cảnh trở lên, lại càng mở hộ thiên đại trận ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp Diệp Hiên. Trong đế cung, chí cường đến, bọn họ tự nhiên khẩn trương, khiến ngươi chê cười. Diệp Hiên thản nhiên nói, Ta nên gọi là ngươi tán thiên đế chủ, hay nên gọi ngươi là Diệp Hiên? Vạn Linh Chi chủ hỏi phong hào chỉ là hư danh nếu ngươi nguyện ý có thể gọi tên thật của ta diệp hiên nói được vạn linh thiên chủ gật gật đầu nói vạn linh chi chủ chỉ là cách gọi của thế nhân như thế rất tốt diệp hiên mỉm cười gật đầu diệp hiên thật ra ta chờ ngày này đã rất lâu cũng chờ trận chiến này gần như một nguyên hội vạn linh chi chủ trầm giọng nói ta biết diệp hiên nói cái gọi là đạo thống cũng không để vào trong mắt ta bọn họ chết hay sống ta cũng không quan tâm ta chân chính quan tâm chỉ là kết quả của trận chiến này vạn linh chi chủ nói ta không phải đối thủ của ngươi diệp hiên cười nhạt đưa ra đáp án khiến vạn linh chi chủ ngạc nhiên điều này cũng làm cho trong mắt vạn linh chi chủ xẹt qua vẻ minh ngộ đích xác lúc này diệp hiên tuy rằng mở ra thập đại thiên môn càng liên hợp sáu đại cao thủ giết bất tử thiên chủ nhưng hắn còn không phải đối thủ của vạn linh chi chủ đầu tiên tu vi của diệp hiên còn kém chí cường một bậc hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là vạn linh chi chủ là thành đạo giả đương thời có ý chí hỗn độn vũ trụ gia trì đừng nói diệp hiên giờ phút này cho dù tam đại chí cường đánh một trận cùng vạn linh vạn linh chi chủ cũng có thể đứng ở thế bất bại đây chính là sự đáng sợ của người thành đạo đương thời diệp hiên ta muốn đánh một trận công bằng với ngươi như vậy mới có thể cởi bỏ khúc mắc theo đuổi cảnh giới cao hơn. vạn linh chi chủ nói xong lời này, vì thế vô địch trên người đang hư đạm, thậm chí ý chí vũ trụ gia trì trên người hắn cũng biến mất. như thế có thể đánh một trận không? vạn linh chi chủ nói. giờ phút này vạn linh chi chủ chỉ còn tu vi trí cường, không còn ý chí vũ trụ gia trì, đôi mắt hắn nóng rực nhìn diệp hiên. người muốn chiến, ta liền chiến. ầm ầm Thông thiên động địa, thập đại thiên môn, từng đạo tán thiên luân hồi quang mang tràn ngập ra, cả tòa đế cung đều ầm ầm biến mất trong cửu thập cửu trọng thiên, xông về phía tinh không vũ trụ ở trong ánh mắt hoảng sợ của đám người hoàng bàn tử. Tiên sinh, ngài nhất định phải an toàn trở về. Nhìn vũ trụ tinh không vô tận trên đỉnh đầu, đám người hoàng bàn tử âm thầm cầu nguyện trong lòng, bọn họ biết Diệp Hiên muốn cùng vạn linh chi chủ đánh một trận, trận chiến này sẽ cực kỳ gian khổ. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã ba ngàn năm trôi qua thời gian như nước lặng lẽ trôi qua cầu ba ngàn năm này làm cho toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều chấn động không thôi chỉ bởi vì ở giữa tinh không vũ trụ mênh mông thỉnh thoảng rơi xuống thần tinh đầy trời còn có cửu thiên tinh hà đổ xuống tạo thành kiếp nạn không cách nào tưởng tượng được sinh linh đồ tháng trời giáng tai kiếp đến khi một tin tức kinh thiên truyền đến mới làm cho sinh linh hỗn độn ngũ vực hiểu được thiên tai ba ngàn năm qua xảy ra đều là bởi vì tán thiên đế chủ cùng vạn linh chi chủ chiến một trận tạo thành thảm họa vẫn đang tiếp tục trời có sao băng mặt đất sụp đổ hư không sụp đổ núi non hóa thành tro tàn từng đạo thần quan xẹt qua vũ trụ tinh không khí tức hủy thiên diệt địa kia treo ngược xuống trận đại chiến thu hút sự chú ý của cả vũ trụ vẫn đang tiến hành như cũ không ai biết kết quả của trận đại chiến kinh thế này như thế nào cũng không ai biết trận đại chiến này sẽ khi nào chấm dứt. Thẳng đến một vạn năm trôi qua, trời giáng tai kiếp mới dần dần bình ổn, vũ trụ tinh không mênh mông cũng đang dần dần bình phục. Tán thiên cung ầm ầm Đế cung buông xuống từ trong tinh không, an ổn sừng sững ở trong cửu thập cửu trọng thiên, theo cửa lớn đế cung ong ong mở ra, một đạo bóng dáng đi ra từ trong đế cung. Đế chủ Mọi người hoang hô thành tiếng, bước nhanh về phía Diệp Hiên nên đón, càng nhao nhao quỳ xuống, hô to tán thiên đế chủ. Diệp Hiên một thân hắc y, chỉ là quần áo của hắn có chút lộn xộn, càng dính số lượng lớn máu tươi, thậm chí sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, chỉ là một đôi con ngươi vẫn thâm thúy như đầm cổ. Hiển nhiên, trận chiến này cực kỳ gian nan, thậm chí Diệp Hiên cũng bị thương nặng, chỉ là mọi người nghi hoặc, không biết kết quả trận chiến này như thế nào, vạn linh chi chủ giờ phút này ở nơi nào. Chết rồi à? Hoặc rời khỏi chỉ là Diệp Hiên không nói, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi. Phong Thiên lưu lại, những người còn lại đều lui ra đi. Diệp Hiên suy yếu mở miệng. Cẩn tuân pháp chỉ của đế chủ. Mọi người vội vàng lĩnh mệnh, nhau nhau rời khỏi cửu thập cửu trọng thiên. Trong đế cung. Phốc phốc. Trong miệng Diệp Hiên phun ra một nguồn máu tươi, cả người hắn đều có chút lắc lư, điều này cũng làm cho sắc mặt Diệp Phong Thiên đại biến. Sư Tôn, ngài bị thương ở đâu diệp phong thiên vội vàng nâng diệp hiên diệp hiên từ từ đẩy hắn ra bước chân tuy rằng có chút lảo đảo nhưng còn không đến mức ngã xuống đất quả nhiên khoảng cách đến chí cường còn kém một chút diệp hiên lau đi máu tươi trên khóe miệng trên mặt hiện ra một nụ cười tự dẻo trận chiến này đánh hơn một vạn năm vạn linh chi chủ tán đi ý chí hỗn độn vũ trụ gia trì nhưng dù sao hắn cũng là vạn của chí cường chỉ dựa vào tu vi chí cường đã chiến cùng Diệp Hiên hơn một vạn năm. Trận chiến này không có thắng bại. Diệp Hiên tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng vạn linh chi chủ cũng không dễ chịu, cũng cũng gặp phải thương thế cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng nhờ Diệp Hiên có mấy bí pháp tấm kỵ, nếu không hắn đích xác không phải đối thủ của vạn linh chi chủ. Nếu như thật sự muốn phân thắng bại, Diệp Hiên có thể tự dễu mà nói là hắn bại. Hắn cũng không phải bại ở trong tay vạn linh chi chủ, mà là bại ở tu vi bản thân. Không phải chí cường, hắn đích xác còn có một đoạn chênh lệch với chí cường, mặc dù đoạn chênh lệch này không lớn, nhưng cũng đủ để quyết định thắng bại. Chỉ là sau trận chiến này, Vạn Linh Chi chủ cười điên cuồng, bởi vì trong nội tâm của hắn, cũng không phải Diệp Hiên bại trong tay hắn, chân chính bại chính là hắn. Hắn là chí cường, bản thân đã chiếm được một ít tiện nghi của Diệp Hiên về tu vi. Còn Diệp Hiên chỉ là bất hữu cảnh mà thôi. Chỉ điểm này, hắn đã có chút chiếm lợi thế hơn nữa liên tục chém giết hơn một vạn năm hắn chậm chạp không cách nào chân chính đánh bại diệp hiên cho dù chiếm hết thượng phong nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng kết quả hòa hôm nay diệp hiên mở ra thập đại thiên môn ngày sau nếu hắn mở thập nhất thiên môn hắn có phải là đối thủ của diệp hiên hay không vạn linh chi chủ thê lương rời khỏi trận chiến này hoàn thành ước nguyện của hắn nhưng cũng làm cho hắn chân chính hiểu được chênh lệch giữa bản thân và diệp hiên có lẽ lúc này Diệp Hiên còn không bằng hắn, nhưng không bao lâu nữa, Diệp Hiên sẽ đuổi kịp, Vạn Linh Chi Chủ rất hiểu rõ đạo lý này. Tuy nhiên cũng bởi vì trận chiến này, Vạn Linh Chi Chủ cũng cởi bỏ khúc mắt, hắn có thể trở thành trí cường giả của nguyên hội thứ 10, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu Diệp Hiên có thể không ngừng tăng lên tu vi, vậy Diệp Lăng Thiên hắn cũng có thể. Vạn Linh Chi Chủ Diệp Lăng Thiên trở lại Vạn Linh Thiên Điện, trực tiếp truyền xuống pháp chỉ, tuyên bố bế quan không ra, Càng ra lệnh cho tất cả người của Vạn Linh Thiên Điện tu thân dưỡng tính, không được tranh danh đoạt lợi cùng bất kỳ thế lực và cá nhân nào. Bởi vì, khoảng cách chấm dứt nguyên hội thứ 10 chỉ còn có 3 ức năm, khi nguyên hội thứ 10 chấm dứt, sẽ tiến vào nguyên hội mới, Vạn Linh Thiên Điện cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, sẽ có vạn cổ chí cường mới dẫn dắt đạo thống chấp chưởng nguyên hội thứ 11. Mặc dù, hiện tại Vạn Linh Thiên Điện rời khỏi có chút quá sớm, nhưng không ai dám không tuân theo pháp chỉ của Vạn Linh chi chủ toàn bộ vạn linh thiên điện cũng bởi vậy khiêm tốn xuống. Cả vũ trụ khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Trận chiến này khiếp sợ cả hỗn độn đại thế giới, vạn linh thế gian nhau nhau suy đoán kết quả. Có người nói tán thiên đế chủ thắng, cũng có người nói vạn linh chi chủ thắng, các loại lời nói không ngừng sinh sôi nảy nở, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả hỗn độn đại thế giới. Chỉ là theo vạn linh thiên điện truyền ra một đạo chí cường pháp chỉ, tuyên bố vạn linh thiên điện từ đó quy ẩn, tất cả sinh linh toàn bộ hỗn độn ngũ vực đều xôn xao từ đó sinh linh thế gian đều cho rằng tán thiên đế chủ thắng nếu không vì sao vạn linh chi chủ sẽ để cho đạo thống bản thân quy ẩn không ra không đợi lời này xuất hiện có người của tán thiên cung đưa ra tin tức tuyên bố trận chiến này cũng chỉ là kết cục hòa lúc này mới đè xuống các loại âm thanh nghị luận chẳng qua diệp hiên cũng là bởi vì trận chiến này mà nổi tiếng danh hào tán thiên đế chủ chấn động hỗn độn đại thế giới cũng được vạn linh thế gian kính sợ. Vạn pháp đồng nguyên, càng không như một, dùng vô pháp làm vạn pháp, dùng vạn pháp làm càng khôn. Chư thiên tụng kinh, thần âm truyền ra. Diệp Hiên đang truyền đạo truyền đạo thụ nghiệp, Diệp Phong Thiên đang tỉnh tai lắng nghe, từng luồng hào quang màu xanh vờn quanh trên người Diệp Phong Thiên, sinh cơ cực kỳ bàn bạc đang thành hình. Dưới sự đốc thúc của Diệp Hiên, Diệp Phong Thiên đang khắc khổ tu luyện, đã dần dần có thể khống chế lực lượng thần bí trong cơ thể càng đang khổ tâm dựng dục. Tu vi Diệp Phong Thiên tăng lên rất nhanh, nhưng Diệp Hiên chưa hài lòng. Dựa theo tốc độ tu luyện này, Diệp Phong Thiên cần ước năm mới có thể đến bất hủ đại viên mãn. Nội tâm Diệp Hiên rất cấp bách, bởi vì cơ hội mở ra tiểu đỉnh thứ bảy, chính là sinh mệnh lực mà Diệp Phong Thiên tu luyện ra. Nhưng hiện tại Diệp Phong Thiên tu luyện vừa mới bắt đầu, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể quá mức yếu ớt, không cách nào chân chính mở ra tiểu đỉnh thứ bảy từ sau trận chiến với vạn linh chi chủ, Diệp Hiên Việt phát hiện tu vi bản thân không đủ, điều này cũng làm cho hắn dạy Diệp Phong Thiên, đồng thời, càng thêm điên cùng tu luyện bản thân. Chỉ là, mở ra thiên môn thứ 11 cần năng lượng không cách nào tưởng tượng, Diệp Hiên dựa vào khổ tu bản thân thì còn không biết khi nào mới có thể mở ra. Tuy nhiên cũng may, theo thế lực tán thiên cung càng lúc càng lớn, thiên tài địa bảo sưu tầm được chồng chất như núi lớn, khó khăn lắm mới đủ cho Diệp Hiên cùng Diệp Phong Thiên tu luyện thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Ngày qua ngày, tu vi của Diệp Hiên cũng đang lên cao, mỗi ngày thôn vệ linh khí càng không cách nào tưởng tượng, bản thân hắn cũng từng bước tăng cường. Không thể không nói, Tán Thiên Cung cung cấp tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận cho Diệp Hiên, điều này giải quyết một vấn đề nan giải của Diệp Hiên. Nhưng theo tu vi Diệp Hiên dần dần tăng trưởng, khoảng cách mở ra thiên môn thứ 11 cũng càng ngày càng gần, cảm giác cấp bách trong nội tâm hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Diệp Hiên đã mơ hồ cảm giác được một cổ thiên uy, không lúc nào không áp bách ở trên tâm thần hắn Nếu như hắn không có đoán sai, cổ thiên uy này chính là ý chí của hỗn độn vũ trụ Căn cứ vào ngọc giản màu đen mà hai đại nhân vật cấm kỵ đưa tới, khi hắn mở ra thiên môn thứ 11, hỗn độn thiên phạt sẽ xuất hiện Nghĩ đến hỗn độn thiên phạt khủng bố, da đầu Diệp Hiên đều tê dại, càng không có nửa điểm tin tưởng có thể vượt qua bởi vì đây là kiếp nạn khủng bố ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng phải sợ hãi tại thời điểm này ký thác duy nhất diệp hiên là ở trên tiểu đỉnh thứ bảy chỉ có mở ra tiểu đỉnh đạt được bí pháp trong đó có lẽ còn có một đường hy vọng vượt qua hỗn độn thiên phạt sư tôn khi diệp hiên trầm tư diệp phong thiên tỉnh lại từ trong tu luyện hiện giờ hắn đã mở ra tòa thiên môn thứ tư càng đi ra pháp cùng đạo của mình lực lượng sinh mệnh trong cơ thể càng cực kỳ bàn bạc Tuy nhiên đây là kết quả do số lượng lớn tài nguyên chồng chất, nếu không bằng vào bản thân Diệp Phong Thiên khổ tu, năm tháng sẽ cực kỳ dài dằn dặc Diệp Hiên thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn Diệp Phong Thiên, hai mắt thâm sâu nói. Phong Thiên, tuy rằng ngươi tiến cảnh đã cực nhanh, nhưng còn xa mới đủ. Đệ tử hổ thẹn. Sắc mặt Diệp Phong Thiên ửng đỏ, dưới nhiều tài nguyên chồng chất như vậy, hắn mới khó khăn lắm mới mở ra tứ đại thiên môn, ngay cả chính hắn cũng hổ thẹn không thôi một mực bế quan khổ tu xem ra cũng không có tác dụng quá lớn đối với ngươi, vi sư sẽ mang ngươi đi phàm trần lịch lãm, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng mở ra thiên môn thứ bảy. Diệp Hiên nói, dựa theo suy đoán của Diệp Hiên, chỉ có khi Diệp Phong Thiên mở ra tòa thiên môn thứ bảy, hắn mới có thể chân chính sử dụng được sinh mệnh lực trong cơ thể, như thế mới có thể mở ra bí mật ẩn chứa trong tiểu đỉnh thứ bảy. Ngày hôm nay, Diệp Hiên mang theo Diệp Phong Thiên rời khỏi Tán Thiên Cung, hết thảy sự vật đều giao cho đám người hoàng bàn tử xử lý. 8 triệu năm 800 vạn năm cũng là đoạn thời gian dài dằn dặt đối với tu sĩ, Diệp Hiên cũng mang theo Diệp Phong thiên hành tẩu khắp hỗn độn ngũ vực 800 vạn năm. Đi khắp sơn xuyên đại trạch, vượt qua hoang mạc thần hải, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thầy trò hai người hóa thành khổ tu sĩ chân chính, đi khắp mỗi một chỗ mặt đất hỗn độn ngũ vực. 800 vạn năm trôi qua, tu vi của Diệp Phong Thiên tăng lên khủng bố, sinh mệnh lực mà hắn tìm ra cũng dần dần đại thành. Từ trong xương tủy đều lộ ra một tia uy thế của chí cường. Kính sợ cuộc sống, khoan dung đối với tất cả mọi thứ. 800 vạn năm trôi qua, Diệp Phong Thiên thay đổi rất lớn, bất kể từ tu vi hay từ kiến thức, đều làm cho hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến đấu cùng tà ma, đánh nhau cùng các đại năng giả, thậm chí đánh một trận cùng trùng tộc vô cùng vô tận ở trong tinh không, thậm chí bị Diệp Hiên ném vào hỗn độn hắc động đi thể ngộ áo nghĩa sinh tử lưỡng cực. 800 vạn năm trôi qua, Diệp Phong Thiên trưởng thành không cách nào tưởng tượng được, hắn chân chính thể ngộ được cái gì gọi là sinh mệnh áo nghĩa, cả người cũng càng thêm trầm ổn, càng mang theo một tia uy nghiêm không rõ ràng. Thời gian 800 vạn năm này, Diệp Hiên ngoại trừ vì giải thích nghi vấn tu luyện cho đệ tử của mình, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, cho dù Diệp Phong Thiên gặp phải nguy cơ tử vong, cũng chưa bao giờ ra tay tương trợ. Trong lần lượt trải qua đường ranh giữa sống và chết, Diệp Phong Thiên cũng dần dần có thể khống chế được sinh mệnh lực trong cơ thể hắn, cả người đều tản mát ra một loại nội tình vạn cổ chí cường mới có. Quy lực chí cường Trên người Diệp Phong Thiên 800 vạn năm sau dĩ nhiên có một tiêu uy thế của chí cường, tuy rằng loại khí tức này rất nhạt rất nhạt, nhưng đích xác chân thật tồn tại trên người hắn. Rốt cục, khi thời gian đi tới 1.000 vạn năm, Diệp Phong Thiên rốt cục đột phá, dễ dàng mở ra thiên môn thứ bảy ầm ầm trên ngọn núi tuyết ngôi sao đầy trời một vệt thanh quan đầy trời đầy đất sinh mệnh lực bàn bạc bay lượn trong thiên địa nơi những sinh mệnh năng lượng này đi qua cả tòa tuyết sơn lại bắt đầu hồi phục số lượng lớn thảm thực vật cỏ cây từ trên mặt đất chui ra cho dù bị tuyết động bao trùm cũng không thể bao phủ hết sinh cơ bừng bừng của những thực vật này sư tôn đệ tử thành công rồi trải qua ngàn vạn năm khổ tu diệp phong thiên đã trở nên thành thục ổn trọng nhất là đôi mắt Càng nở rộ ra sự hoa lệ của sinh mệnh, giống như ánh mắt hắn có thể nhìn tới tới, vạn vật điêu linh ở đó đều sẽ bởi vì hắn mà hồi phục. Được. Diệp Hiên khoanh tay mà đứng, nhìn đệ tử trước mắt, hắn tán thưởng gật gật đầu, một tia thâm sâu xẹt qua đáy mắt. Ngàn vạn năm trôi qua, hắn toàn bộ nhìn thấy quá trình Diệp Phong thiên trưởng thành, Diệp Hiên cũng không thể không cảm thán một câu, đệ tử của mình có lẽ thật sự chính là thiên mệnh chi tử. Từ khí độ của Diệp Phong thiên lúc này mà xem, đã mơ hồ có được khí tức của chí cường mới có, hơn nữa hắn tìm hiểu ra con đường sinh mệnh, càng làm cho Diệp Hiên kinh ngạc không thôi. Nếu Diệp Hiên không đoán sai, có lẽ đệ tử của mình sẽ là vạn của chí cường của nguyên hội thứ 11. Đương nhiên, đây chỉ chỉ là suy đoán của Diệp Hiên, dù sao thì ai cũng không cách nào nói rõ tương lai, Diệp Phong Thiên có thể đi tới bước đó hay không, phải nhìn tạo hóa của hắn. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là diệp phong thiên rốt cục có thể khống chế sinh mệnh lực trong cơ thể cũng hoàn toàn có thể mở ra tiểu đỉnh thứ bảy sư tôn đệ tử hiện tại hẳn là có thể mở ra phá hư thiên đỉnh chứ diệp phong thiên tràn đầy chờ mong hỏi nhất định có thể đôi mắt diệp thiên phát ra thần quang hắn chờ ngày này đã ngàn vạn năm may mà diệp phong thiên không làm hắn thất vọng ông ống tay áo diệp thiên khẽ vẫy tiểu đỉnh thứ bảy hiện ra thân đỉnh cổ xưa khắc hoa văn thần bí, một cổ khí tức thần bí đang nở rộ ra. ầm ầm Diệp Phong Thiên không dám chậm trễ, hắn trực tiếp thúc giục sinh mệnh lực trong cơ thể, một tia thanh quan gợn sóng ra, trực tiếp bao phủ tiểu đỉnh vào trong đó. ầm ầm Sau một khắc, chuyện kinh người xuất hiện, chỉ thấy thiên địa hư không đều đang chấn động, tiểu đỉnh càng rung động kinh khủng, từng đạo ánh sáng thần bí hiện ra trên đỉnh, còn có âm thanh tụng kinh thần bí ở trong hư không chư thiên mơ hồ truyền đến. Được. Sắc mặt Diệp Hiên mừng rỡ, cho dù hắn đã tu luyện đến cảnh giới không có chút trung động nào, nhưng có thể mở ra tiểu đỉnh thứ bảy, điều này cũng khiến Diệp Hiên kích động không thôi. Ông. Từng đạo gợn sóng khuếch tán ra từ trên thân đỉnh, một luồng âm thanh tụng kinh thần bí kia càng lúc càng vang dội, một cổ áo nghĩa không cách nào hình dung tràn ra từ trong tiểu đỉnh, điều này cũng làm cho Diệp Hiên biết thời cơ đã đến. Đi. một tiếng quát to truyền đến từ trong miệng Diệp Hiên chỉ thấy thanh đồng cổ kinh hiện ra từng trang kinh cổ xưa đang lật qua giờ phút này lại càng nở rộ hào quang cực kỳ thần bí. Xoẹt trong phút chốc tiểu đỉnh thứ bảy hóa thành một chùm sáng dung nhập vào trong thanh đồng cổ kinh chỉ thấy một trang kinh trống rỗng dần dần hiện ra một tôn tiểu đỉnh. Cũng vào giờ khắc này thanh đồng cổ kinh tỏa ra ánh sáng chói lóa một phù văn thần bí cực hạn hiện ra đang nở rộ uy năng cực kỳ khủng bố. Thu Diệp Hiên không dám chậm trễ, năm ngón tay ầm ầm lộ ra, phù văn thần bí trong nháy mắt bắn về phía hắn, dung nhập vào mi tâm hắn. Ầm ầm. Khi phù văn thần bí này cùng Diệp Hiên hòa hợp, vẻ mặt của hắn đột nhiên đờ đẫn, cả người tựa như mất đi linh hồn không nói không động một lời. Lão sư. Sắc mặt Diệp Phong Thiên đột biến, sợ Diệp Hiên xảy ra nguy hiểm, nhưng không đợi hắn tiến lên điều tra, thanh đồng cổ kinh đã buông xuống đỉnh đầu diệp hiên bảy tấm kinh trang không ngừng lật khí tức đáng sợ buông xuống diệp phong thiên không cách nào đến gần nửa bước bốn phương trên dưới vô biên vô hạn hỗn độn không còn tâm hơi không thấy càng khôn đây là nơi nào diệp hiên kinh ngạc lên tiếng hắn phát hiện mình đang ở một mảnh hư vô không có thiên địa vạn vật cũng không có vũ trụ tinh không nơi này giống như ngăn cách hết thảy chỉ có chính hắn xuất hiện ở đây đại mộng vạn cổ ầm ầm chư thiên chấn động vạn cổ thần âm không đợi dịp hiên phản ứng kịp từng đạo bạch khí như khói như sương bay lên ở mảnh đất hư vô này sau đó nhanh chóng bao phủ hắn trong đó ách a à. đau đớn đau nhức đến cực hạn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha